Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 95. A Mục gật đầu, ta tỉnh lại vào lúc ngươi đi tới chỗ ta đang ngủ say, đây chắc chắn là duyên phận. Diệp Huyên hỏi, cô chọn ta làm vô thị cũng là vì lý do này à? A Mục im lặng. Diệp Huyên cười nói, A Mục cô nương, ta tin tưởng cái duyên phận mà cô nói, nhưng ta không tin tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận. Cô gặp ta, sau đó chọn ta làm vô thị, ta cảm thấy tất cả mọi thứ giống con người tạo nên hơn. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, người cảm thấy ta đang gài bẫy người cái gì à? Diệp Huyên lắc đầu, ta không có gì đáng để gài bẫy cả, ta chỉ thấy hơi khó hiểu nên muốn hỏi thôi, không có ý gì khác cả. A Mục nhìn Diệp Huyên, chắc ngươi cũng biết thân phận của mình không đơn giản đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta biết, sau lưng ta có một cô gái váy trắng, nàng rất mạnh, ta không biết nàng mạnh đến mức nào, dù sao thì cũng rất mạnh. Mà ta cũng không biết nàng bảo vệ ta như vậy là vì lý do gì. Ngoài nàng ra, ta còn có bảo vật của tiên tri, bọn họ nói tiên tri lựa chọn ta, còn kiếm tông, thế lực hàng đầu kia nữa, ta không hiểu vì sao mình lại trở thành thiếu chủ của kiếm tông. Nói đến đây, hắn nhìn về phía A Mục, điều khiến ta khó hiểu nhất chính là huyết mạch của ta rất mạnh, chỉ đứng sau huyết mạch phàm nhân trong truyền thuyết, mà ta cũng không hiểu vì sao huyết mạch của mình lại mạnh đến thế. Vì ta hoàn toàn không biết phụ thân ta là ai, nhưng nghe bọn họ nói, thì chắc chắn phụ thân ta không phải người bình thường. A Mục cười khẽ nói, người rất khó hiểu đúng không? Diệp Huyên gật đầu, có một chút. A Mục đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cười khẽ cứ sống theo nội tâm của mình là được. Còn về những thứ khác, có vài chuyện ông trời đã sắp đặt sẵn, cũng có vài chuyện do con người sắp đặt, cho dù là cái nào thì chúng ta cũng không thể thay đổi được. Cho nên việc chúng ta có thể làm chính là sống đúng với bản thân mình. Sống theo nội tâm. Diệp Huyên im lặng. A Mục lại nói, cũng giống như ngươi và ta, việc chúng ta gặp nhau chắc chắn không phải tình cờ. Ta gặp ngươi, sau đó chọn ngươi làm vô thì có rất nhiều nguyên nhân. Mà một người làm bất cứ chuyện gì cũng là có lý do, nhưng chúng ta không nhất thiết phải tìm hiểu kỹ mỗi một lý do, biết càng nhiều, mình sẽ càng khó chịu. Còn về ta và ngươi, ngươi có thể hiểu thế này, bây giờ ta cần ngươi, sau này ngươi cần ta, như thế là đủ rồi. Diệp Huyên im lặng. Nhân quả. Từ rất lâu trước đây đã có người nói với hắn, trên người hắn có nhân quả rất lớn. Mà hắn thật sự không biết gì về nhân quả này cả. Cũng như cô gái váy trắng vậy, vì sao nàng lại bảo vệ mình như thế? Còn nữa, người phụ thân thần bí kia của mình là ai? Một lát sau. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, đúng như lời A Mục nói, mình suy nghĩ nhiều như thế làm gì. Dù sao có lợi thì tìm đến, có hại thì cứ chạy là được. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đã thông suốt, người cũng nhẹ nhiệm hơn. Lúc này, trong cửa hàng nhỏ đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo khe khẽ. Diệp Huyên và A Mục nhìn về phía nhà tranh, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thiên chú thành công rồi sao? A Mục lắc đầu, có lẽ vẫn cần chút thời gian. Ba thứ đó đều là thần vật, muốn dung hợp là chuyện rất khó khăn. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn hỏi, nếu dung hợp thành công, thật sự có thể phá được phòng ngự của Thiên Long sao? A Mục gật đầu, chắc chắn có thể. Diệp Huyên đáp, chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự của Thiên Long là được rồi. Bây giờ thân thể của hắn không thua kém Thiên Long là bao, nếu cộng thêm bất tử chi thân thể của hắn bây giờ đã có thể nói là vô địch rồi. Nhưng hắn còn thiếu lực lượng và thủ đoạn tấn công. Vì thân thể của người ta cũng rất mạnh. Thời gian dần trôi, đám thiên long bên ngoài vĩnh sinh chi địa thì sắp không đợi được nữa rồi. Lúc dị thú kinh báo bọn họ phải đợi 3 ngày, ông lão thiên long suýt chút nổi điên. Lại 3 ngày nữa. Ông ta thật sự muốn hủy diệt thế giới rồi. Nhưng vì e ngại sự mạnh mẽ của dị thú kinh, ông ta không thể không đợi thêm 3 ngày. 3 ngày. Ông lão thiên long nhắm mắt lại, long uy không ngừng phát ra từ trong người ông ta. 3 ngày thoáng chốc trôi qua. Ngày thứ 3, ông lão thợ rèn đi ra từ trong nhà tranh, thấy thế, Diệp Huyên vội tiến lên nghênh đón, tiền bối. Ông lão thợ rèn nói, đi vào với ta. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Huyên đi vào, A Mục bên cạnh cũng vội đuổi theo. Sau khi đi vào nhà tranh, Diệp Huyên phát hiện trong nhà tranh chỉ có một lò sắt lớn chứ không còn gì khác nữa.
Ông lão nhìn Diệp Huyên, nhỏ một giọt máu tươi vào. Diệp Huyên gật đầu, hắn bấm ngón tay, một giọt máu tươi chảy thẳng vào trong lò sắt. Giọt máu tươi vừa chảy vào, lò sắt lập tức rung lên, một tiếng kiếm reo kinh khủng phát ra từ bên trong lò sắt, sau đó, một thanh kiếm bay ra từ bên trong. Kiếm Thiên Chu. Diệp Huyên mở tay phải, kiếm Thiên Chu bay vào tay hắn, lúc này kiếm Thiên Chu không hề thay đổi, nhưng hai bên lưỡi kiếm lại có thêm hai đường sáng trắng rất nhỏ, trên mũi kiếm có một đường đỏ mảnh như lông. Thiên Đạo Chi Phong. Đại Địa Chi Nhuệ. Ông lão thợ rèn nói, kiếm này rất ghê gớm, bây giờ nó sắc bén hơn trước đây ít nhất 10 lần. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó lấy giáp trúc long ra, hắn dùng kiếm Thiên Chu rạch nhẹ lên giáp trúc long. Xoẹt! Giáp trúc long chẳng khác nào một tờ giấy, lập tức rách ra. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người. Sắc bén thế ư? Không thể không nói, lúc này hắn vẫn thấy hơi khiếp sợ, không đúng, là chấn động. Hắn hiểu rõ sự kinh khủng của giáp trúc long, nhưng hắn không ngờ kiếm này lại có thể tùy tiện chém rách nó. Phải biết rằng trước đây, kiếm Thiên Chu này chỉ có thể để lại một vết chày thật mờ trên giáp trúc long mà thôi. Ông lão thợ rèn lên tiếng, sự sắc bén của thanh kiếm này vô cùng hiếm thấy. A Mục chợt nói, nếu cho thêm một thứ nữa thì nó sẽ càng lợi hại hơn. Ông lão thợ rèn và Diệp Huyên nhìn về phía A Mục cười nói, theo ta được biết. Ngoài thiên đạo chi nhận là thứ sắc bén nhất trên đời thì còn một thứ nữa gọi là phá. Diệp Huyên nhíu mày, phá. A Mục gật đầu, thứ này là khắc tinh của những người luyện thể, năm đó thứ này cũng nằm trong tay thiên đạo, sau đó nghe nói nàng tặng cho người nào đó rồi không còn tung tích nữa. Diệp Huyên nói, ta có thể đi hỏi tiểu đạo. Người phụ nữ này có rất nhiều bảo vật, còn hiểu rõ chuyện của thế giới này như lòng bàn tay, đi hỏi nàng chắc chắn không sai. Lúc này, A Mục lại nói, ngươi có thể đi tìm con chân phượng kia. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, chân phượng. A Mục gật đầu, bây giờ thân thể của ngươi đã cứng rắn đến mức tối đa rồi, nếu muốn tiếp tục nâng cao thì chỉ có thể niết bàn trùng sinh thôi. Nếu ngươi có thể đạt tới bất diệt cảnh, dù là cô gái một chân và ác ma nhạn muốn giết ngươi, ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình. Diệp Huyên trầm giọng nói, thân thể của Thiên Long Bát Bộ của Thiên Long tộc ngày đó mạnh đến mức nào? A Mục đáp, cũng là bất diệt kim thân cảnh, nhưng không phải bất diệt kim thân bình thường, nếu ngươi đạt tới bất diệt kim thân, ngoài Thiên Long Bát Bộ, không có con Thiên Long nào có năng lực phòng ngự vượt qua ngươi cả. Diệp Huyên lại nói, có nhiều Thiên Long Bát Bộ không? A Mục lắc đầu, Thiên Long tộc chỉ có một con Thiên Long Bát Bộ thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng nếu ngươi đi tìm con Thiên Phượng kia, rất có thể sẽ đắc tội thiên đạo. Thiên đạo. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, nàng ta hẹp hòi thế à? A Mục đáp, nàng ta rất hẹp hòi, hơn nữa còn rất thù dai. Diệp Huyên. Lúc này, dị thú kinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên vội vàng cất kiếm Thiên Chu đi. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên, người che giấu cái gì? Diệp Huyên lắc đầu, đâu có giấu gì đâu. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên một hồi. Sau đó nói, ngươi phải đi rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Diệp Huyên xoay người về phía ông lão thợ rèn, cung kính cúi chào tiền bối, ta phải đi rồi. Ông lão gật đầu, đi đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn dẫn A Mục rời đi. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyên biến mất ở phía xa, không nói một lời. Ông lão thợ rèn xoay người đi, lúc này, dị thú kinh gọi lão lại các hạ. Ông lão quay đầu nhìn dị thú kinh, ả trầm giọng hỏi, rốt cuộc các hạ đang suy tính điều gì? Ông lão thợ rèn cười nói, người muốn đuổi ta đi sao? Dị thú kinh im lặng. Ông lão cười khẽ, tiểu cô nương, so với chủ nhân của ngươi, ngươi vẫn còn non nớt lắm. Biết năm đó tại sao hắn để ta ở lại đây không? Là vì hắn đánh không lại ta đấy, ha ha. Nói xong, lão xoay người đi vào trong nhà tranh. Dị thú kinh đứng im tại chỗ, ả không dám ra tay, vì trực giác cho ả biết nếu ra tay, ả sẽ chết chắc. Đầu tiên là A-la, sau đó là ông lão thợ rèn này. Dị thú kinh lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Diệp Huyên vừa dẫn A Mục rời khỏi vĩnh sinh chi địa đã gặp ông lão Thiên Long kia, Diệp Huyên đang định lên tiếng, ông lão Thiên Long đã nói trước, nhân loại, nếu ngươi không chạy,
ta với người đấu tay đôi. Đấu tay đôi công bằng. Diệp Huyên. Đấu tay đôi. Sở dĩ ông Lão Thiên Long muốn đấu tay đôi với Diệp Huyên là vì ông ta thật sự không muốn để Diệp Huyên chạy mất. Tên này rất giỏi chạy trốn. Mà lúc nghe thấy lời của ông Lão, Diệp Huyên hơi ngạc nhiên. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị đánh hội đồng, nhưng không ngờ ông Lão Thiên Long này lại muốn hắn đấu tay đôi. Niềm vui bất ngờ. Diệp Huyên nhìn về phía ông Lão Thiên Long, ông chắc chắn là không đánh hội đồng. Ông Lão nhìn Diệp Huyên, chỉ cần ngươi không chạy, chúng ta sẽ không đánh hội đồng. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì đấu tay đôi đi. Nói xong, Diệp Huyên rút kiếm của mình ra, không phải kiếm Thiên Chu, mà là một thanh kiếm bình thường. Ông Lão Thiên Long quay đầu nhìn về phía mấy con rồng sau lưng, các ngươi lùi về sau. Mấy con Thiên Long kia lập tức lùi xa mấy trăm trượng. Ông Lão Thiên Long nhìn Diệp Huyên cười nói, các hạ, ra tay đi. Ông Lão chợt siết chặt tay phải, một khắc sau, Lão lập tức biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyên ở phía xa híp mắt lại, đánh ra một quyền. Cú đấm này của hắn đánh thẳng lên ngực ông Lão Thiên Long, mà nắm đấm của Lão cũng đánh trúng trước ngực hắn. Một người một rồng đều không chọn phòng ngự. Ầm ầm, hai người đồng thời lùi lại khoảng mấy trăm trượng. Diệp Huyên vừa mới dừng lại, ông Lão Thiên Long phía xa lại xông tới, trong khoảnh khắc Lão xông đến, Diệp Huyên cũng biến mất khỏi vị trí ban đầu. Bịch bịch bịch, Diệp Huyên và ông Lão Thiên Long bắt đầu cận chiến. Một người một rồng đều đang đấu tay không, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Lúc này, Diệp Huyên hơi hưng phấn, vì hắn phát hiện thân thể và lực lượng của mình ông thua kém ông Lão Thiên Long một chút nào. Còn ông Lão Thiên Long thì càng đánh càng hoảng sợ. Vì Lão phát hiện thân thể và lực lượng của người trước không hề thua kém gì mình. Đây là thể loại quái thai gì vậy? Lão là Thiên Long tộc đấy. Đánh một hồi, ông Lão Thiên Long biết nếu tiếp tục đánh như thế, bọn họ sẽ đánh rất lâu. Vì không ai làm gì được ai cả. Như nghĩ đến điều gì, Lão đột nhiên lao tới trước mặt Diệp Huyên, đánh một quyền lên đầu hắn. Cùng lúc đó, Lão hét to, ra tay. Lão vừa dứt lời. Mấy Thiên Long ở sau lưng chợt ra tay. Rõ ràng là muốn cùng nhau giải quyết Diệp Huyên. Mà lực đấm của Lão đã bao phủ lên người Diệp Huyên hoàn toàn không thể chạy trốn. Nhưng Diệp Huyên cũng không định trốn, vào khoảnh khắc ông Lão Thiên Long bảo ra tay, trong tay hắn cũng có một thanh kiếm xuất hiện. Kiếm Thiên Chu. Ông Lão Thiên Long còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Huyên đã chém một kiếm từ trên xuống. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Ông Lão Thiên Long sững sờ nhìn Diệp Huyên, sao có thể? Vừa nói xong, giữa chân mày Lão chợt nứt ra, sau đó, người Lão cũng bị chém làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm phân thây. Vào khoảnh khắc linh hồn của ông Lão Thiên Long tách ra khỏi thân thể, Lão lập tức muốn chạy trốn, nhưng một thanh kiếm đột nhiên đâm vào linh hồn của Lão. Kiếm chấn hồn. Oanh! Trong nháy mắt, linh hồn của ông Lão Thiên Long lập tức bị hấp thu. Mà mấy con Thiên Long vừa định xông lên cũng ngây người, bọn chúng không ngờ ông Lão Thiên Long lại bị giết chết trong nháy mắt như thế. Mà lúc này, Diệp Huyên phía xa đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một con Thiên Long trong đó bị Diệp Huyên phân thây chỉ với một kiếm, mấy con Thiên Long còn lại thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy trốn, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Một lát sau, mấy con Thiên Long xung quanh bị Diệp Huyên giết sạch. Diệp Huyên đứng trên không trung nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Kiếm này quá đáng sợ. Những con rồng này ở trước mặt hắn còn mỏng hơn cả giấy. Lúc này, A Mục đi tới trước mặt hắn, nàng ta nhìn thi thể của mấy con Thiên Long xung quanh, giết hết rồi. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, ta giết bọn họ rồi, Thiên Long tộc sẽ có nhiều Thiên Long xuất hiện hơn, sau đó sẽ tiếp tục nhằm vào chúng ta, đúng không? A Mục nhìn Diệp Huyên, vô cùng nghiêm túc gật đầu, bọn họ sẽ có Thiên Long mạnh hơn đến tìm ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, tuần hoàn ác tính. A Mục đang định lên tiếng, thì chân trời phía xa đột nhiên rung lên. Diệp Huyên nheo mắt, hắn cất kiếm Thiên Chu đi, sau đó nói, đừng nói là đến rồi nhé. A Mục nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, đây là bí thuật truy hồn, bí pháp của Thiên Long tộc. Nếu Thiên Long tộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài, Thiên Long tộc có thể sử dụng bí pháp này tìm đến nơi bọn họ chết.
Diệp Huyên nói, chúng ta đi thôi. A Mục lắc đầu, xem thử đã. Diệp Huyên vừa định đáp lời thì lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện hư ảnh của một thiên long khổng lồ. Vào khoảnh khắc hư ảnh của thiên long này xuất hiện, Diệp Huyên cảm nhận được một áp lực vô hình. Rất mạnh. Nét mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề. Hư ảnh ở chân trời nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi giết. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hư ảnh của thiên long chợt nổi giận, ngươi đúng là to gan. Diệp Huyên nhìn hư ảnh, cười nói, chẳng lẽ chỉ bọn họ được giết ta à? Ông đây cho ngươi biết, ông đây to gan thế đấy. Hư ảnh của thiên long nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Huyên cười khẩy. Hắn nhìn thi thể thiên long dưới đất, sau đó nói, xem này, ông đây sẽ biểu diễn cho ngươi cảnh nồi sắt hầm rồng. Dứt lời, hắn cầm cái nồi to ra, sau đó nhóm lửa bắt đầu hầm. A Mục chớp mắt, thật sự muốn hầm à, người ta vẫn còn ở đây mà. Diệp Huyên đáp, hầm. Dứt lời, hắn lập tức bắt đầu hầm. Thấy Diệp Huyên hầm rồng, hư ảnh thiên long phía chân trời cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Huyên chẳng thèm để tâm đến nó. Chẳng mấy chốc, trong nồi sắt đã có mùi thịt bay ra. Mà lúc này, hư ảnh đó chợt mờ đi, nhưng ánh mắt của gã vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Một lát sau, hư ảnh của thiên long biến mất. A Mục nhìn Diệp Huyên, người cố ý chọc giận hắn. Diệp Huyên nói, thật ra ta muốn chọc hắn tức chết. A Mục chớp mắt, chắc chắn hắn rất tức giận, nhưng sẽ không tức chết. Diệp Huyên nhún vai, dù sao đi nữa chắc chắn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? A Mục gật đầu, nàng ta gắp một miếng thịt rồng lên cho vào miệng, sau đó nói, bây giờ ngươi có tính toán gì? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, chỉ một thanh kiếm thiên chu vẫn chưa đủ để ta chống lại toàn bộ thiên long tộc, ta phải nâng cao cảnh giới và củng cố thân thể của mình. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục. A Mục lại gắp một miếng thịt rồi cho vào miệng rồi nói tiếp, cảnh giới, ngươi nhất định phải mượn được phần mộ hoặc giếng luân hồi, nếu không, ngươi không thể nào nhanh chóng đạt đến luân hồi cảnh. Mà bây giờ, chắc chắn chúng ta không thể đi vào tìm phần mộ và giếng luân hồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể củng cố thân thể thôi. Diệp Huyên gắp một cục xương rồng lên gặp, cho nên chúng ta phải đi tìm con chân phượng kia. A Mục gật đầu, đúng thế. Ta phải nhắc nhở ngươi là chúng ta phải tranh thủ, vì thiên long của thiên long tộc kia chắc chắn sẽ truy đuổi ngươi. Nếu là thiên long bình thường thì đương nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đã giết một con thiên long bốn vân, chắc chắn bọn họ sẽ phái thiên long mạnh hơn đến tìm ngươi. Theo tính toán của ta, nếu đối phương phái thiên long dưới bảy vận đến tìm ngươi thì ngươi sẽ không nguy hiểm lắm, nhưng nếu phái thiên long bảy vân ra, thì ngươi có thể sẽ gặp phiền phức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên nhíu mày, thiên long bảy vân. A Mục gật đầu, rất mạnh, dù kiếm của ngươi có thể khiến thiên long cấp bậc này bị thương, nhưng thực lực của đối phương bỏ xa ngươi, chỉ cần đối phương không ngu đến mức dùng đầu đỡ kiếm của ngươi thì ngươi sẽ không thể thắng được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Chúng ta đi tới tinh vực thiên đạo thôi. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Thiên đạo không dễ trêu vào đâu, ngươi đi tìm con chân phượng cuối cùng kia thì đồng nghĩa với việc ngươi sẽ đắc tội nàng ta, ngươi có sợ không? Thiên đạo. Diệp Huyên ngẫm nghĩa một lát, sau đó nói, nàng ta sẽ không hẹp hòi thế đâu nhỉ? A Mục nghiêm túc đáp, thiên đạo rất hẹp hòi, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, đi. A Mục gật đầu, được, ta đi với ngươi. Nói xong. Nàng ta nhìn nồi thịt rồng trước mặt, ăn xong rồi đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người bắt đầu điên cuồng càn quét thịt rồng trong nồi lớn. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã ăn sạch thịt rồng trong nồi. A Mục liếm miệng, tỏ vẻ say mê, thịt thiên long này đúng là ngon thật. Thật ra nếu nói ngon, thì còn có một loại thịt ngon hơn thịt thiên long này. Diệp Huyên vội hỏi, thịt gì? A Mục đáp, kỳ lân thượng cổ. Thịt của loại thần thú này ăn ngon hơn. Kỳ lân thượng cổ. Diệp Huyên chớp mắt, cô ăn rồi à? A Mục cười hì hì, không nói lời nào. Diệp Huyên lại hỏi, kỳ lân thượng cổ có mạnh không? Nụ cười trên mặt A Mục chợt biến mất, rất mạnh, thần thú tối cao, cùng một thời đại với thiên đạo, rất lợi hại. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta đừng có ý đồ với nó.
Đi, chúng ta đi tới tinh vực thiên đạo. A Mục gật đầu, được. Diệp Huyên nhanh chóng mang theo A Mục biến mất. Mà trong hư vô duy độ xa xa, một luồng long uy mạnh mẽ chợt bay lên, một khắc sau, long uy đó đã rời khỏi ngục tối vô biên. Trong khu mộ, ông lão trông mộ đang quét sân chợt dừng lại, lão ta quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu thở dài, thật là một tên giỏi gây chuyện. Nói xong, lão ta nhìn về phía khu mộ, lúc này, có mấy ngôi mộ đã là mộ trống. Một lát sau, ông lão trong mộ khẽ nói, thiên trắc sầm ra nhiệm vụ của ta cũng sắp hoàn thành rồi. Nói xong, lão ta tiếp tục quét sân. Diệp Huyền dẫn A Mục đi tới tinh vực thiên đạo. Trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Mục cô nương, con chân phượng bị nhốt kia có dễ nói chuyện không? A Mục đáp, không biết, nhưng ta cảm thấy có lẽ không dễ nói chuyện đâu. Người nghĩ xem, nàng bị nhốt lâu như vậy, chắc chắn đã không được bình thường nữa. Nếu gặp được thì có thể phải cẩn thận. Diệp Huyên nói, thiên đạo nhốt người ta lại lâu như thế, có phải hơi? A Mục vội ngắt lời, đừng nói xấu thiên đạo. Diệp Huyên nhìn A Mục nghiêm túc nhắc nhở, chúng ta đừng đắc tội nàng thì tốt hơn. Diệp Huyên gật đầu, sau đó tăng tốc, chẳng mấy chốc, hắn đi tới một vùng tinh không, trong tinh không, hắn nhìn thấy một hành tinh màu đỏ chói chang tựa như mặt trời. A Mục nhìn hành tinh màu đỏ như lửa kia. Trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp, khẽ nói, làm người phải luôn khiêm tốn, đừng cứ có chút bản lĩnh là tự cao tự đại. Núi chân phượng, nhìn hành tinh đỏ như lửa bên dưới, Diệp Huyên hơi thẳng thốt. A Mục đột nhiên cười nói, đồng tình cho chân phượng tộc à. Diệp Huyên lắc đầu, cũng không phải, chỉ cảm thấy cuộc sống quá khó khăn thôi. A Mục gật đầu, cũng đúng. Diệp Huyên cười nói, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Chúng ta đi xuống thôi. Dứt lời, hắn dẫn A Mục tiến vào hành tinh đỏ như lửa kia. Vừa đi vào, Diệp Huyên đã cảm thấy nóng hầm hập, hơn nữa càng vào sâu, cảm giác đó càng dữ dội hơn. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục, hình như cô không bị sao cả. A Mục gật đầu, ta vẫn có chút khả năng tự vệ. Sau đó, nàng ta lẩm bẩm cái gì đó, một lát sau, trên người Diệp Huyên xuất hiện một màn sáng màu xanh nhạt. Sau khi màn sáng này xuất hiện, cảm giác nóng bỏng xung quanh hắn lập tức biến mất. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, A Mục, đây là thần thông gì vậy? A Mục cười đáp, chỉ là một vòng bảo vệ đơn giản thôi. Diệp Huyên nhìn A Mục, cô biết nhiều thứ thật. Nói xong, hắn tăng tốc. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi tới núi Chân Phượng trong truyền thuyết, mà lúc này, núi Chân Phượng đã trở thành một biển lửa. Diệp Huyên nhìn xung quanh, Chân Phượng kia ở đâu? A Mục quan sát một vòng, không biết. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, đừng nói là không còn sống nữa nhé. A Mục lắc đầu, có lẽ là không đâu, trừ khi thiên đạo ra tay một lần nữa, nếu không ngọn lửa này không thể đốt chết nàng ta được. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn về phía núi Chân Phượng xa xa, Chân Phượng tiền bối có đây không? Không một ai đáp lại. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục trầm ngâm một lát. Sau đó nói, có lẽ là không muốn xuất hiện. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vậy phải làm sao đây? A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, thuyết phục nàng ta xuất hiện. Diệp Huyên chớp mắt, thuyết phục bằng cách nào? A Mục, người tự xem mà làm đi. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía núi Chân Phượng, tiền bối, vị bên cạnh ta là đại tế ti của Vu tộc, tiền bối có biết Vu tộc không? Vẫn không ai đáp lại. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, Thiên Chu tiền bối, chúng ta đến để cứu người. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên cười khẽ, chúng ta muốn nhận được lợi ích từ người ta thì chắc chắn phải bỏ ra cái gì trước, cô thấy đúng không? A Mục gật đầu, người nói không sai, nhưng thiên đạo kia. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người không sợ thiên đạo à? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, tiểu đạo rất thân với thiên đạo, ta và tiểu đạo là bạn. Cho nên trên lý thuyết thì ta và thiên đạo cũng xem như bạn bè, ta tin nàng sẽ không vì chút chuyện nhỏ thế này mà giận bạn mình. A Mục chớp mắt, có thể hiểu như vậy à? Diệp Huyên vừa định đáp lời thì lúc này, một ngọn lửa chợt bốc lên từ ngọn núi lửa phía xa, sau đó, một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện. Cô gái mặc váy dài đỏ như lửa, vô cùng xinh đẹp, tóc của nàng ta rất dài, cũng giống như A Mục, dài đến răng mông. Hai tay và hia chân nàng ta bị bốn sợi dây xích màu đen trói lại.
Người phụ nữ có vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, hiếm có khó tìm. Trần Phượng. Trần Phượng cuối cùng trên thế gian. A Mục đột nhiên nói, cẩn thận một chút, lúc trước nữ nhân này đã đột phá cực hạn, thực lực mạnh chưa từng có. Dù bây giờ nàng ta bị nhốt, nhưng chắc chắn ngươi vẫn không thể chống lại được. Diệp Huyên quay đầu nhìn A Mục, lời này không thể dùng huyền khí truyền âm à. Cô nói thẳng ra như vậy, bây giờ gượng gạo lắm. A Mục không dùng huyền khí truyền âm, nói cách khác con Trần Phượng kia cũng nghe thấy rõ ràng. A Mục cười ngượng ngùng, quên mất. Diệp Huyên lắc đầu, A Mục này đúng là cẩu thả quá. Lúc này, con Trần Phượng kia đi tới trước mặt hai người, nó nhìn về phía A Mục, đại tế ti vu tộc. A Mục gật nhẹ đầu, chào các hạ. Vẻ mặt Trần Phượng không chút cảm xúc, hắn là vô thị của ngươi à? A Mục gật đầu, đúng thế. Hắn là vô thị của ta. Trần Phượng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên cũng vội nói, chào tiền bối. Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, thực lực rất yếu, có điều rất tốt số, thân phận không đơn giản. Nói xong, nàng nhìn về phía A Mục, chẳng trách ngươi lại chọn hắn, không phải vì ngươi nhìn chúng hắn, mà là nhìn chúng vận số của hắn. A Mục lắc đầu, thật ra con người hắn cũng được lắm. Ha! Trần Phượng nhìn A Mục, đại tế ti các ngươi và thần sư của thiên tộc đều dối trá y như nhau, cả thiên đạo kia cũng thế. A Mục cười nói, người sống cả đời, ai không có cả nghìn cái mặt nạ chứ? Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, biết vì sao nàng đi theo ngươi không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Trần Phượng nói, nàng đang tính toán. Diệp Huyên cười nói, Trần Phượng tiền bối, người nói cái này với ta làm gì? Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, ngươi không có suy nghĩ khác sao? Diệp Huyên cười khẽ, ta chỉ biết là từ khi quen biết A Mục cô nương đến nay, người nhận được lợi ích nhiều nhất là ta. Còn sau này, nếu ta có thể giúp đỡ A Mục cô nương, ta nhất định sẽ cố hết sức. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, cảm ơn. Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, lòng dạ ngươi cũng tốt lắm. Diệp Huyên cười nói, Trần Phượng tiền bối, lần này đến đây là muốn nhờ tiền bối giúp một chuyện. Trần Phượng nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Trần Phượng cô nương cần ta giúp gì? Trần Phượng nhẹ nhàng giơ hai tay lên, xích sắt kêu vang, ta muốn được tự do. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục đi tới trước mặt Trần Phượng, nàng ta quan sát xích sắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, kiếm của ngươi vẫn chưa thể chém đứt sợi dây này. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, kiếm của ta cũng không được ư. A Mục gật đầu, vẫn chưa được. Diệp Huyên hỏi, vậy cô có cách gì không? A Mục nói, không phải kiếm của ngươi không được, mà là thực lực của ngươi chưa đủ, ngươi phải nâng cao thực lực mới có thể chém đứt nó. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ý A Mục. Không phải kiếm Thiên Chu không chém được, mà là A Mục sợ Trần Phượng này đổi ý, nếu hắn cứu đối phương lại không chịu hắn thì hắn tìm ai đòi công bằng đây. Đương nhiên Trần Phượng cũng hiểu điều này. Nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi muốn ta làm gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, giúp thân thể của ta trở nên mạnh hơn. Trần Phượng quan sát Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta nói, bán bộ bất diệt kim thân, ngươi muốn đạt tới bất diệt kim thân chân chính. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn ta làm thế nào ngươi mới tin? A Mục cất lời, lửa. Ngươi dùng lửa của Trần Phượng tộc của ngươi đốt hắn. Để hắn niết bàn trùng sinh. Diệp Huyên vội gật đầu, đúng thế. Trần Phượng lắc đầu, xoay người rời đi. A Mục và Diệp Huyên đều sửng sốt. Diệp Huyên vội nói, tiền bối. Không được sao. Trần Phượng xoay người nhìn A Mục, hắn không biết cũng đúng, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng không biết. A Mục chớp mắt, biết cái gì. Trần Phượng nhìn A Mục, lửa của ta, sao thân thể người phàm có thể chấp nhận được. Nếu ta đốt hắn. Hắn không phải là niết bàn trùng sinh, mà là niết bàn luân hồi luôn. Diệp Huyên nhìn A Mục, thật sao? A Mục chớp mắt, sau đó nói, hình như là thế. Diệp Huyên đen mặt, người phụ nữ này thật quá sơ ý. Lúc này, A Mục lại nói, nhưng có lẽ thân thể ngươi có thể chịu được. Diệp Huyên vội hỏi, sao lại nói thế? Trần Phượng cũng nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, huyết mạch chi lực của ngươi có thể chống lại ngọn lửa của nàng. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này,
Trần Phượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc, sau đó nhíu mày, huyết mạch chi lực của ngươi được đấy. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, nó có thể ngăn cản ngọn lửa của người không? Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, không biết. Không biết. Diệp Huyên. A Mục ở bên cạnh đột nhiên nói, có thể thử xem sao. Diệp Huyên đen mặt, cái này có thể thử à? Trần Phượng cất lời, muốn thử cũng được, nhưng hắn phải tháo xích sắt ra cho ta trước. Diệp Huyên và A Mục nhìn Trần Phượng, Trần Phượng nói, nếu hắn không chịu nổi mà chết, chẳng phải ta sẽ lãng phí sức lực của mình sao? A Mục lắc đầu, không được, người phải cho hắn thử trước. Trần Phượng nhìn A Mục, đại tế ti, người phải biết dù ta có thoát ra hay không, ta vẫn có năng lực giết chết hắn và ngươi. A Mục im lặng. Trần Phượng lại nói, nếu hắn có thể giúp ta thoát ra, ta giúp hắn một lần cũng chẳng sao đúng không? Ta cần gì phải hại hắn, rước thêm phiền phức vào người. A Mục gật đầu, người nói có lý, nhưng ngươi quên một điều, tuy hắn có thần kiếm, nhưng bây giờ hắn không thể chém đứt xích sắt của thiên đạo. Hơn nữa, một khi hắn ra tay, hắn rất có thể sẽ phải bị thiên phạt. Với thực lực của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn không thể chống lại thiên phạt được, đúng không? Trần Phượng im lặng. A Mục lại cười, Trần Phượng cô nương, dù hắn đạt tới bất diệt kim thân cũng không thể làm gì cô, đúng không? Trần Phượng nhìn về phía Diệp Huyên, người không sợ chết à? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, ta muốn liều mạng. Cầu giàu sang trong hiểm nguy. Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, còn một chuyện nữa, ta là bị thiên đạo vây nhốt, nếu ngươi cứu ta, ngươi có hiểu nghĩa là gì không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu. Trần Phượng cười nói, ngươi không sợ thiên đạo à? Diệp Huyên do dự một hồi rồi đáp, ngươi mong ta sợ sao? Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, vậy bắt đầu thôi. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa xuất hiện trên tay. Vào khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Nguy hiểm! Khi nhìn thấy ngọn lửa, hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Lúc này, hắn không còn chút tự tin nào với thân thể của mình nữa. Có thể thật sự không chịu nổi. Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, còn muốn thử không? Diệp Huyên quay đầu nhìn A Mục gật đầu tin tưởng bản thân. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trần Phượng, tới đi. Trần Phượng gật đầu, nàng ta ném ngọn lửa về phía Diệp Huyên, trong nháy mắt, Diệp Huyên lập tức bị ngọn lửa bao trùm, gần như cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng cháy lên. Cháy rồi, thật sự cháy rồi. Dưới ngọn lửa của Trần Phượng này, thân thể bán bộ bất diệt kim thân của hắn vẫn bốc cháy. Hoàn toàn không thể ngăn cản được. Lửa của Trần Phượng. Vào khoảnh khắc thân thể bốc cháy, cuối cùng Diệp Huyên cũng thấy hơi hoảng hốt. Lúc đầu, hắn vốn cho rằng thân thể của mình có thể đỡ được ngọn lửa này, dù sao hắn cũng có thân thể bán bộ bất diệt kim thân. Nhưng sự thật chứng minh hắn đã đánh giá thấp uy lực của lửa Trần Phượng rồi. Lúc người cháy lên, A Mục ở bên cạnh hơi nhíu mày. A Mục nhìn về phía Trần Phượng. Trần Phượng hờ hững hỏi, cần dừng lại không? A Mục im lặng một lát rồi nhìn về phía Diệp Huyên, sử dụng huyết mạch chi lực. Diệp Huyên gật đầu. Một ánh sáng đỏ mạnh mẽ đột nhiên phóng lên cao từ trong người hắn. Huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, cả người Diệp Huyên bị máu bao trùm. Vào khoảnh khắc huyết mạch chi lực xuất hiện, thân thể hắn chợt cháy chậm hơn. Nhưng vẫn đang cháy. Trần Phượng đứng trước mặt Diệp Huyên nhìn hắn. Trong lòng hơi khiếp sợ. Huyết mạch chi lực có thể ngăn cản ngọn lửa của nàng ta thật sự vô cùng hiếm thấy. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, bây giờ thế nào rồi? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiếp tục như thế, thân thể của ta vẫn sẽ bị đốt rụi. A Mục gật đầu, vậy thì không sao rồi. Không sao. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, muốn niết bàn thì nhất định phải tắm lửa. Nếu ngươi muốn đạt tới bất diệt kim thân, khoảng thời gian thân thể bị đốt này chính là cơ hội của ngươi. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói thế? A Mục nhìn Diệp Huyên, lột xác, tâm cảnh và thân thể của ngươi đều cần lột xác. Diệp Huyên yên lặng. A Mục quay đầu nhìn về phía Trần Phượng im lặng không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. Lột xác. Bây giờ thân thể của hắn đã đạt tới mức tối đa rồi. Muốn đột phá hơn chỉ có thể tắm lửa sống lại thôi.
nhưng hắn không biết phải tắm lửa sống lại như thế nào. A Mục nhìn về phía Trân Phượng cô nương, ta nói với cô, hắn có thể là hy vọng duy nhất trước mắt, vì chỉ có hắn dám tiếp nhận nhân quả của thiên đạo, nếu hắn chết, e rằng cô sẽ phải tiếp tục ở lại đây đến khi ngũ duy kiếp kết thúc. Trân Phượng cười nhạt, đại tế ti, ta hiểu rồi. Thì ra ngươi có ý đồ với ta, ngươi biết hắn không thể nào đạt tới bất diệt kim thân, mà sở dĩ ngươi dám để hắn đến đây là vì ngươi cho rằng ta sẽ không giết chết hắn, đúng không? A Mục lắc đầu, Trân Phượng cô nương, chúng ta là đôi bên cùng có lợi, không phải sao? Trân Phượng nhìn A Mục, nhưng ta không thích bị tính toán. A Mục lại lắc đầu, ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy, nhưng tính tình vẫn còn quá bướng bỉnh. Vẻ mặt Trân Phượng không chút cảm xúc, tính cách không thể thay đổi được. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, thân thể của Diệp Huyên đang dần biến mất. Mà Trân Phượng vẫn thờ ơ. A Mục khẽ thở dài, Trân Phượng cô nương, trước mắt có một phần thiện duyên, cô chỉ cần tiện tay là có thể nhặt lên, cô thật sự không muốn sao. Trân Phượng nhìn A Mục, ta nói rồi, ta không thích bị người ta tính toán. A Mục đang định nói tiếp thì lúc này, Diệp Huyên chợt lên tiếng, A Mục cô nương, ta chịu đựng được. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, ta làm được. A Mục lắc đầu, nếu không có máu của Trân Phượng dung hòa với ngươi, thân thể của ngươi sẽ chỉ bị hủy hoại, không thể niết bàn trùng sinh được. Diệp Huyên cười nói, nhưng ta không thích cầu xin người khác. A Mục còn muốn nói tiếp thì lúc này, tầng 9 chợt cất lời, nếu Trân Phượng cô nương không muốn có phần thiện duyên này vậy thì nhường cho ta. Nghe thấy lời của tầng 9, A Mục và Diệp Huyên đều sửng sốt. A Mục nhìn về phía bụng của Diệp Huyên, các hạ có cách sao? Tầng 9 nói, có lẽ máu của ta cũng có thể. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, máu của người là máu gì? Tầng 9 cười hì hì, người quan tâm làm gì, chỉ cần có tác dụng là được rồi. Dứt lời, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lên người Diệp Huyên, chẳng mấy chốc, trên người Diệp Huyên lại có thêm một luồng sáng đỏ mở nhạt. Sau khi nó xuất hiện, dù lửa Trân Phượng trên người Diệp Huyên vẫn còn đang cháy, nhưng thân thể của hắn lại không thể rửa nữa. Thật sự có hiệu quả. Ba người đang có mặt đều giật mình. Trân Phượng nhìn về phía ánh sáng đỏ trên người Diệp Huyên, huyết mạch của ngươi là gì? Trong mắt A Mục cũng lộ vẻ tò mò. Diệp Huyên càng tò mò hơn. Vì hắn không ngờ Trân Phượng và A Mục đều không nhận ra huyết mạch này. Tầng 9 này là thứ gì vậy? Tầng 9 cười ha ha, huyết mạch rất bình thường, không có gì kỳ lạ cả, mọi người đừng quan tâm đến ta. Diệp Huyên. A Mục nhìn xuống bụng Diệp Huyên, các hạ thật thần bí. Tầng 9 cười hì hì, không nói lời nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta vô cùng nghi ngờ bây giờ người không cần làm ta bị thương cũng có thể ra ngoài. Tầng 9 trầm giọng nói, không không, ta vẫn chưa thể ra ngoài, thật, ta thề, thề bằng liêm sỉ của mình. Diệp Huyên. Lúc này, A Mục chen miệng vào, người mau tỉnh tâm, lợi dụng lửa Trân Phượng này thật tốt. Diệp Huyên gật đầu. Hắn không muốn suy nghĩ lung tung nữa, bắt đầu tập trung tinh thần. A Mục nhìn xuống bụng Diệp Huyên, không nói gì. Trân Phượng ở bên cạnh cũng không nói gì nữa. Thời gian dần trôi qua, thân thể của Diệp Huyên bắt đầu dần lột xác, những chỗ bị đốt cháy kia lại tái tạo, hơn nữa còn từ từ lột xác. Giống như thay ra vậy. A Mục ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn xung quanh, không biết đang nghĩ gì. Trân Phượng nhìn về phía A Mục, rốt cuộc hắn là ai? A Mục cười đáp, ngươi hỏi làm gì? Trân Phượng nhìn thẳng vào A Mục, huyết mạch của hắn thật sự không đơn giản, cả hai món thần vật trong người hắn nữa. Thư phòng và tháp giới ngục. Lúc này, Trân Phượng lại nói, quan trọng nhất là trên người hắn có rất nhiều nhân quả, người này chắc chắn không phải người bình thường. Hơn nữa một đại tế ti vu tộc như ngươi lại chọn một người tệ như vậy làm vô thị. Chuyện này cũng không được bình thường lắm. A Mục gật đầu, hắn thật sự không phải người bình thường. Còn việc hắn là ai thì trước mắt ta vẫn chưa biết, ta chỉ biết hắn là một điểm mấu chốt. Còn việc cô hỏi vì sao ta lại chọn hắn, là vì ta muốn kết thiện duyên với hắn, dù ta có mục đích, nhưng đó cũng là một phần thiện duyên. Trân Phượng cười nhạt, có mục đích mà cũng gọi là thiện duyên ư. A Mục hỏi ngược lại, sao lại không? Chúng ta giúp đỡ nhau không phải rất tốt ư?
Về phần mục đích, Trần Phượng, cô xem trọng nó quá rồi. Nói xong, nàng ta im lặng một lát mới tiếp tục, người như cô chắc chắn không có bạn bè. Vẻ mặt Trần Phượng không chút cảm xúc, ta đúng là không có bạn bè đấy, thì sao chứ? A Mục xòe hai tay, cho nên cô bị giam nhiều năm như vậy cũng không có ai tới cứu cô. Nghe vậy, Trần Phượng chợt nổi giận, một ngọn lửa chợt xuất hiện trên đầu nàng ta. A Mục cười nói chuyện không lại người ta thì ra tay luôn à. Sự kiêu ngạo khi là cường giả của cô đâu? Trần Phượng nhìn A Mục, ngươi là đang gây hấn với ta đúng không? A Mục lắc đầu, không dám, ta không đánh lại cô. Trần Phượng cứ nhìn A Mục như thế, không nói một lời. Lúc này, tầng 9 chợt lên tiếng, Trần Phượng cô nương, trước đây ta cũng từng rất kiêu ngạo, trong mắt không có ai, không sợ bất cứ thứ gì. Sau đó ta mới phát hiện mình ngu ngốc đến mức nào. Tóm lại một câu, làm người nên khiêm tốn một chút, khiêm tốn chắc chắn là không sai. Trần Phượng nhìn xuống bụng Diệp Huyên, cho nên ngươi suy bại đến mức bị giam cầm đó. Tầng 9. A Mục lắc đầu cười khẽ, tầng 9, sao ngươi lại bị giam thế? Tầng 9 khẽ thở dài, chuyện này nói ra rất dài dòng, chuyện đau lòng không nên nhắc lại. A Mục định nói tiếp thì lúc này, Diệp Huyên trước mắt bọn họ đột nhiên bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ. Khi lực lượng mạnh mẽ này xuất hiện, lửa chân phượng trên người Diệp Huyên chợt bùng lên. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này thân thể Diệp Huyên đang nhanh chóng thay đổi, từng lớp rơi ra, sau đó thì mọc lại. A Mục nhìn về phía chân phượng, vẻ mặt chân phượng không chút cảm xúc, đến thời khắc mấu chốt của hắn rồi. Có thể thành công hay không phải xem bản thân hắn. A Mục gật đầu, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Khoảng một ngày sau, Diệp Huyên ngày càng đau đớn, lúc trước chỉ là thân thể đau, bây giờ hắn cảm thấy cả xương cũng đau. Không đúng, là cả người đều đau. Giống như đang bị người ta dùng dao lóc ra vậy. A Mục vội nói, kiên trì một chút, sắp rồi. Diệp Huyên đau đớn nói, còn bao lâu nữa? A Mục đáp, sắp rồi. Diệp Huyên siết chặt hai tay, lúc này, hắn thật sự cảm thấy mình sắp nứt ra rồi. A Mục như nhớ ra điều gì, nàng ta quay đầu nhìn Trần Phượng, cho hắn một chút máu Trần Phượng. Trần Phượng lạnh nhạt đáp, không cho. A Mục ngây người, sau đó nói, Trần Phượng cô nương, chỉ một chút máu Trần Phượng thôi, cô cho hắn vượt qua cửa ải này, chúng ta sẽ báo đáp cô. Trần Phượng nhìn A Mục, ta không thích người khác gài bẫy mình. A Mục còn muốn nói tiếp thì Diệp Huyên chợt cất lời, không sao. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên hé miệng cười, nụ cười khiến người ta thấy sợ hãi. A Mục, nàng không nợ chúng ta cái gì, đừng xin nữa. Ta có thể chịu được. A Mục nhìn Diệp Huyên, không có máu Trần Phượng, người không chịu được đâu. Diệp Huyên lắc đầu, ta nhất định có thể chịu được. Nói xong, hắn chợt thét lên. Một lực lượng mạnh mẽ xuất hiện từ trong người hắn, nhưng thân thể của hắn đã vỡ nát. Trong mắt A Mục lộ vẻ lo lắng, Niết Bàn không cần phải thật sự hủy diệt thân thể của Diệp Huyên, vì Diệp Huyên không phải Trần Phượng, không có khả năng tắm lửa sống lại. Việc hắn phải làm là sử dụng lửa của Trần Phượng tôi luyện thân thể của mình, từ đó đạt tới hiệu quả Niết Bàn, nếu thân thể hoàn toàn bị hủy hoại thì xong đời rồi. Sau một thoáng yên tĩnh, A Mục đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta dùng tay phải nắm lấy tay Diệp Huyên, trong nháy mắt, lửa chân phương mạnh mẽ lập tức lan lên người nàng ta. A Mục nhanh chóng lẩm bẩm, sau đó, trên người nàng đột nhiên có một ngọn lửa cháy lên, mà ngọn lửa này đang ngăn cản lửa chân phượng trên người nàng ta và Diệp Huyên. Thấy cảnh này, Trần Phượng híp mắt lại, đốt cháy thọ nguyên, người đúng là không sợ chết. Nghe thấy lời của Trần Phượng, Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, đốt cháy thọ nguyên gì cơ? Trần Phượng lạnh nhạt nói, nàng ta đang đốt cháy thọ nguyên, dùng nó để ngăn cản lực lượng của lửa Trần Phượng, để thân thể ngươi và lửa Trần Phượng nằm ở trạng thái cân bằng, nghĩa là lửa của ta sẽ không giết chết ngươi, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể của ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên sa sầm mặt, hắn vội vàng nhìn về phía A Mục, ta có thể chịu được, cô mau dừng lại đi. A Mục lắc đầu, lửa này quá đáng sợ, thân thể của ngươi bây giờ không thể nào ngăn chặn được đâu. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì A Mục chợt cười nói, nếu ngươi thật sự lo lắng cho ta thì mau chóng niết bàn đi.
Diệp Huyên nhìn A Mục, một lát sau, hắn từ từ nhắm mắt lại. Cứ thế kéo dài một lúc lâu, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt. Ầm, một lực lượng mạnh mẽ cuộn trào ra từ trong người Diệp Huyên, lửa chân phượng mạnh mẽ kia cũng bị đánh bay. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, lúc nhìn thấy nàng ta, hắn sững sờ. Lúc này, mái tóc của A Mục trở thành một màu trắng như tuyết. A Mục buông tay Diệp Huyên ra, cười nói, thành công rồi. Diệp Huyên nhìn A Mục, cô thiêu đốt bao nhiêu thọ nguyên. A Mục lắc đầu, không có bao nhiêu cả. Diệp Huyên hơi giận dữ nói, không có bao nhiêu. Không có bao nhiêu mà tóc cô bạc trắng cả rồi. A Mục cười khẽ, chỉ là một chút thọ nguyên mà thôi, không cần phải thế, người mau xem thân thể của mình bây giờ đi. Diệp Huyên nhìn về phía Chân Phượng, nàng thiêu đốt bao nhiêu thọ nguyên rồi. Chân Phượng hờ hững đáp, ít nhất vạn năm. Diệp Huyên trầm giọng nói, cường giả cấp bậc như nàng không thể nào chỉ có tuổi thọ vạn năm được. Tầng 9 chợt lên tiếng, ngươi quên một điều, đó là nàng tỉnh lại từ trong quan tài, nàng vốn có tuổi thọ ít nhất chục vạn năm, nhưng nàng đã ngủ say bao lâu rồi. Diệp Huyên sa sầm mặt, hắn nhìn về phía A Mục, bây giờ cô còn bao nhiêu thọ nguyên? A Mục cười đáp, chắc là mấy chục năm, dù sao cũng đủ dùng rồi. Nét mặt Diệp Huyên hơi phức tạp, đáng giá sao? A Mục chớp mắt, ngươi là vô thị của ta. Ta cho ngươi biết, lúc chọn ngươi, ta thật sự rất nghiêm túc. Diệp Huyên lắc đầu, không phải cô nói là có mục đích sao? A Mục cười, có mục đích, nhưng ta cũng nghiêm túc mà. Diệp Huyên nhìn cô gái trước mắt, tâm trạng rất phức tạp. Mục đích? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, lúc này, chút ngăn cách trong lòng hắn chợt biến mất. Mình làm rất nhiều chuyện, không phải là vì có mục đích sao? Tầng 9 đi theo mình, chẳng phải vì có mục đích à? Phù Văn Tông và Thư viện Vạn Duy chọn mình, cũng là có mục đích đó thôi. Mục đích cũng có xấu và tốt. Thật ra không chỉ Chân Phượng này xem trọng quá mà cả hắn cũng thế. Lúc này, A Mục lên tiếng, người mau xem thân thể mình đi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn mái tóc bạc của A Mục. A Mục chớp mắt, có phải rất khó coi không? Diệp Huyên lắc đầu, đẹp lắm, thật đấy. A Mục nhếch miệng cười, đẹp thì được, dù sao ở vu tộc cũng không có ai dám nói ta xấu. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, lúc này, thân thể của hắn đã niết bàn rồi. Bất diệt kim thân. Sau khi đạt đến cấp bậc này, hắn cảm thấy thân thể của mình thay đổi một cách rõ ràng. Lúc này, A Mục đột nhiên nói, nếu so sánh với Thiên Long tộc, thân thể của ngươi bây giờ chỉ thua Thiên Long Bát Bộ, còn những Thiên Long khác, ngươi có thể giết chết một cách dễ dàng. Diệp Huyên gật đầu, hắn như nghĩ đến điều gì, lại hỏi, trên bất diệt kim thân còn có cảnh giới nào không? A Mục im lặng. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Chân Phượng ở bên cạnh cất lời, trên bất diệt kim thân còn có một cảnh giới nữa, nhưng nó chỉ là truyền thuyết thôi. Diệp Huyên hỏi, cảnh giới gì? Chân Phượng lạnh nhạt nói, thân thể phàm nhân. Diệp Huyên nhíu mày, thân thể phàm nhân. A Mục ở bên cạnh nói, đúng vậy, trên bất diệt kim thân chính là thân thể phàm nhân, nhưng dù trong lịch sử của vu tộc ta và thiên tộc cũng chưa từng xuất hiện cường giả cấp bậc này. Có thể nói, tồn tại này chỉ là một truyền thuyết thôi. Diệp Huyên còn muốn hỏi, Chân Phượng ở bên cạnh chợt nói, ngươi nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Chân Phượng, nàng ta giơ xích sắt trong tay lên, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn Chân Phượng, ta cởi trói cho cô, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa. Chân Phượng nhìn Diệp Huyên, được. Diệp Huyên gật đầu, hắn cầm kiếm Thiên Chu đang định ra tay, lúc này, chân trời phía xa đột nhiên không ngừng chấn động, sau đó, một vùng mây đen xuất hiện. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người, sau đó thay đổi sắc mặt. Đừng nói thiên đạo sẽ xuất hiện nhé. Lúc này, sắc mặt Chân Phượng trở nên vô cùng khó coi. A Mục đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta ôm lấy cánh tay Diệp Huyên bằng hai tay, thiên đạo đến rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn A Mục, cô sợ sao? A Mục gật đầu, sợ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau khi mây đen xuất hiện, ngọn lửa xung quanh chợt tản ra bốn phía. Diệp Huyên trầm giọng nói, thiên đạo sẽ không đánh ta chứ? A Mục chớp mắt, sau đó nói, có khả năng đó.
Diệp Huyên hơi do dự, muốn bỏ chạy. Vì hắn thật sự không đánh lại thiên đạo. Dù bây giờ hắn đã lên bất diệt kim thân, có thể đỡ mấy kiếm của A-La, nhưng hắn không có lòng tin đối mặt với thiên đạo này. Thiên đạo có thể khiến vô số cường giả sợ hãi, chắc chắn có thực lực không tầm thường. Lúc này, kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên đột nhiên bay lên, thấy thế, Diệp Huyên nheo mắt, hắn định triệu hồi kiếm thiên chu nhưng vô dụng, lúc này, kiếm thiên chu đã không nằm trong sự khống chế của hắn nữa. Trần Phượng ở bên dưới nhìn chằm chằm thanh kiếm thiên chu này, cuối cùng ngươi cũng muốn giết ta rồi sao? Lúc này, kiếm thiên chu chém xuống. Nhưng nó không chém về phía Trần Phượng mà đi thẳng tới giữa chân mày Diệp Huyên, cứ chĩa vào hắn như thế. Thấy cảnh này, mọi người đều sửng sốt. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, có chuyện gì thì từ từ nói. Không ai đáp lại. Diệp Huyên đổ mồ hôi lạnh. Thiên đạo này giở trò gì thế? Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, ca ca, có người nói nể mặt huynh, huynh thả nàng ta đi. Diệp Huyên hơi ngơ ngác, cái gì? Tiểu Linh Nhi liếc Diệp Huyên. Khi nãy có một giọng nói vang lên trong đầu ta, nàng nói nàng cho huynh một ân huệ, huynh có thể thả người này. Diệp Huyên vẫn hơi khó hiểu, lúc này, A Mục lên tiếng, là thiên đạo. Thiên đạo. Diệp Huyên giật mình, hắn ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Linh Nhi, thiên đạo đang trao đổi với muội sao. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, không biết, dù sao cũng là bảo huynh thả người này ra. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, muội hỏi nàng giúp ta. Vì sao nàng không tự thả? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta không biết nàng ở đâu. Diệp Huyên còn muốn hỏi, lúc này, A Mục chợt nói, đây là thiên đạo đang ban ân cho ngươi. Diệp Huyên nhìn A Mục trầm giọng nói, nàng muốn ngươi mang ân nàng. Nếu nàng đã bày tỏ ý tốt thì ngươi cũng đừng từ chối. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen nơi chân trời. Nói ân tình của các hạ ta xin ghi nhớ. Sau này sẽ báo đáp. Nói xong, kiếm thiên chu nằm trong tay hắn, hắn đi tới trước mặt Trần Phượng, chém xuống một kiếm. Ầm. Tất cả dây xích trên người Trần Phượng đều bị kiếm thiên chu chặt đứt, cùng lúc đó, một lực lượng thần bí biến mất khỏi xung quanh Trần Phượng. Diệp Huyên kéo A Mục lùi ra xa. Trần Phượng hít sâu một hơi, nàng ta đột nhiên hét lên, một ngọn lửa bùng lên cao. Đốt cháy đến chỗ sâu trong tinh không, trong nháy mắt, tinh không lập tức bốc cháy. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, dù người phụ nữ này không có thân thể, nhưng thật sự vẫn rất mạnh. Một lúc sau, Trần Phượng chợt mở mắt nhìn về phía Diệp Huyên, ngay cả thiên đạo cũng nể mặt ngươi, ngươi đúng là không tầm thường. Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ là một kiếm tu bình thường thôi. Trần Phượng nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm nữa. Diệp Huyên cười nói, Trần Phượng cô nương, cô giúp ta đột phá thân thể, ta giúp cô cởi trói, hai chúng ta không ai nợ ai. Trần Phượng lạnh nhạt đáp, không ai nợ ai. Diệp Huyên gật đầu, sau đó dẫn A Mục rời đi. Trần Phượng ở sau lưng ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen ở chân trời, trong mắt có sát khí lóe lên, cứ đợi đấy. Nói xong, nàng ta xoay người muốn rời đi. Mà lúc này, đám mây đen phía chân trời chợt rung lên. Một khắc sau, một tia sét đánh xuống. Thấy cảnh này, Diệp Huyên và A Mục đều sửng sốt, đây là cái quỷ gì vậy? Cả Trần Phượng cũng tỏ vẻ sửng sốt, mà lúc này, thần lôi kia đã đánh xuống, Trần Phượng thét lên, một ngọn lửa bùng lên cao, nhưng ngọn lửa mạnh mẽ này vừa mới tiếp xúc với thần lôi kia đã tản ra, chẳng mấy chốc, dưới ánh nhìn của Diệp Huyên và A Mục, thần lôi kia đánh thẳng lên người Trần Phượng. Ầm, ngọn lửa quanh người Trần Phượng biến mất. Còn thần lôi thì vẫn còn đó, giống như một cái lồng giam bao vây Trần Phượng lại. Lại bị nhốt. Diệp Huyên và A Mục trợn mắt há mồm. Hành động này là sao? Trần Phượng ở bên trong thần lôi gào thét, thiên đạo. Người có bản lĩnh thì giết ta đi. Giết ta đi, a, a. Lúc này, mây đen ở chân trời đang dần biến mất. Trong lồng giam, Trần Phượng vẫn còn đang điên cuồng gào thét, nhưng thiên đạo lại không hề đáp lại. A Mục ở bên cạnh Diệp Huyên lắc đầu thở dài, không biết đang nghĩ gì. Tầng 9 cũng khẽ thở dài, có một câu là không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Khiêm tốn một chút cũng không đến mức này. Diệp Huyên gật đầu, hắn không nói gì thêm mà kéo A Mục xoay người rời đi. Lúc này,
Trần Phượng chợt nổi giận nói, đứng lại. Diệp Huyên dừng lại, xoay người nhìn về phía Trần Phượng, tiền bối. Trần Phượng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cứu ta. Diệp Huyên trầm giọng đáp, tiền bối, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trần Phượng đột nhiên nói, coi như ta mang ơn. Diệp Huyên dừng bước, sau đó nói, lúc trước nếu cô cho ta một giọt máu Trần Phượng thì ta đã mang ơn cô, A Mục cũng sẽ không như thế này. Đương nhiên đây là quyền của cô, ta không trách cô, nhưng bây giờ, Trần Phượng tiền bối, đừng trách ta nói thẳng, ta không nợ cô cái gì cả. Nói xong, hắn kéo A Mục rời đi. Thấy Diệp Huyên mang A Mục rời đi, con Trần Phượng điên cuồng rít lên, nhưng hắn không ngoảnh đầu lại. Như Diệp Huyên đã nói, hắn không nợ Trần Phượng bất kỳ thứ gì. Rời khỏi núi Trần Phượng rồi, A Mục bỗng nói, tính tình nàng ta quá cao ngạo. Tầng 9, ta thấy không phải cao ngạo mà là ngu. A Mục lắc đầu thở dài. Tầng 9 lại nói, cô xem, nàng ta rõ ràng không địch lại thiên đạo, lại còn lớn lối dọa nạt người ta, không phải muốn chết thì là gì. Thua thì không thừa nhận mình sợ được à, đúng là điên khùng. Diệp Huyên gật đầu, hắn không ngờ Trần Phượng vừa được thả ra đó lại bị bắt giam. Thiên đạo có khả năng giết nàng ta nhưng lại không làm vậy, chứng tỏ chỉ muốn giam giữ. Mà mất tự do lâu ngày có khi còn đáng sợ hơn cả cái chết. A Mục bỗng nói, thật ra thì ngươi có thể cứu nàng ta để kết thiện duyên đấy. Diệp Huyên lại lắc đầu, nàng ta tính tình cao ngạo, không hợp với ta, vẫn là thôi vậy, bằng không e rằng thiện duyên sẽ thành nghiệt duyên mất. Nhưng ta lại thấy thiên đạo không tệ, không cần phải vì nàng ta mà đắc tội với người này. Dẫu sao người ta cũng đã cho ta ân huệ, nếu không biết điều thì e rằng cũng không thể kết thiện duyên với thiên đạo được nữa. A Mục gật gù, người nói cũng phải. Nàng ta nhìn núi Trần Phượng phía dưới, lắc đầu, nàng ta không chỉ hại bản thân mà còn hại toàn tộc Trần Phượng, vậy mà đến giờ vẫn không biết hối cải, thật là hết thuốc chữa. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến gì đó mà quay sang Diệp Huyên, ta hay nghe nói kiếm tu là những người cao ngạo bất khuất. Thà chết không quỳ, nhưng sao ta lại thấy ngươi giảo hoạt phết nhỉ? Tầng 9 xen vào, vì hắn là một tên kiếm tu không có liêm sỉ. Diệp Huyên, A Mục che miệng cười khẽ, mặt ngươi đúng là dày thật, nhưng mà đây là chuyện tốt. Diệp Huyên lắc đầu cười, đang muốn nói gì thì cảm nhận được long uy hùng hậu ở chân trời. Hắn cau mày, ngẩng đầu nhìn lên cùng A Mục, trong lòng vũ trụ, một con rồng khổng lồ vươn tới. Không gian trên đường chấn động liên tục. A Mục bỗng nói, thiên long ngũ bộ, địa vị trong thiên long tộc hẳn là không thấp. Diệp Huyên chỉ gật đầu. Con rồng kia chẳng mất bao lâu đã đáp xuống bầu trời phía trên Diệp Huyên và A Mục, dõi mắt nhìn xuống, nhân loại. Ngươi lại dám. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên bỗng phóng lên cao. Thiên long ngũ bộ chưa kịp phản ứng thì đã bị kiếm quang đâm xuyên bụng. Xoẹt. Một vòi máu rồng bắn ra tung tóe, đi kèm là tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vũ trụ. Lại một tia kiếm quang lóe lên, đầu rồng bay vút ra khỏi tinh không. Nó đã bị giết trong nháy mắt. Thực lực của Diệp Huyên hiện nay, cộng thêm kiếm thiên chu được cường hóa khiến cho những con rồng cỡ này trước mặt hắn không khác gì một con kiến. Diệp Huyên trở lại bên người A Mục, lấy một cái nồi to ra, hầm thịt rồng nào. A Mục tròn mắt. Nhưng Diệp Huyên không hề đùa giỡn mà lập tức lóc tách thiên long ngũ bộ. Chỉ trong chốc lát, mùi thịt thơm phức đã bay ra từ trong nồi. A Mục gắp một đoạn gân rồng lên, mê say nói, ngon quá đi mất. Trước kia ta ở vô tộc cũng không có món này để ăn đâu. Ngày nào cũng có thịt rồng để ăn thật là sảng khoái. Nàng ta bỏ đoạn gân vào miệng, nhai nhai với vẻ thỏa mãn trên mặt. Diệp Huyên cũng gắp một miếng thịt, A Mục. Cô nói cho ta nghe về sự phân chia các thế lực vào thời đại ấy đi. A Mục gật đầu, trong thời đại của chúng ta, hai tộc mạnh nhất lần lượt là thiên tộc và vu tộc. Thiên tộc do trăm tộc kết minh mà thành, một số tộc mạnh nhất là thiên thần tộc, minh phủ và cổ hình tộc. Thiên thần tộc trông coi thiên giới, thực lực mạnh mẽ vô cùng, xem thiên long tộc là tòa kỵ, cũng là chi tộc mà thiên long trung thành nhất. U minh tộc thì canh giữ u minh, người chết không muốn luân hồi sẽ gia nhập họ. Nàng ta dừng một chút rồi tiếp lời, trong minh phủ có một siêu cường giả tên A Bố Tàng, mạnh mẽ vô cùng, nhưng may là không dính dáng gì đến chuyện giữa thiên tộc và U Minh tộc, bằng không thì e rằng sức mạnh của minh phủ còn hơn cả thiên thần tộc.
Còn cổ hình tộc thì rất ít người, chỉ tầm mấy chục, nhưng ai cũng đánh nhau rất kinh khủng. Diệp Huyên có phần khó hiểu, đánh nhau rất kinh khủng. A Mục gật đầu, chiến lực của họ khủng bố vô cùng, nếu tộc nhân nhiều hơn nữa thì Minh Phủ lẫn thiên tộc đều chẳng là cái đinh gì. Tiếc rằng họ đã ít người mà năng lực sinh sản cũng thấp, trong mấy chục nghìn năm qua cũng chỉ sinh ra được thêm mười mấy người. Diệp Huyên cau mày, sao lại thấp đến vậy? A Mục lắc đầu, trời cao ban cho họ thiên phú về chiến đấu, cũng lấy đi một số năng lực khác. Bằng không, nếu họ có đến mấy chục nghìn tộc dân, e rằng cả thiên đạo cũng bị làm thịt. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi hỏi, thiên long tộc là một tộc phụ thuộc của thiên thần tộc. Phải. Diệp Huyên khó hiểu, ta tưởng thiên long kiêu ngạo lắm chứ. A Mục liếc hắn, còn phải xem họ đang đứng trước ai đã. Trước người phàm thì bọn họ nhìn bằng nửa con mắt, nhưng trước chủng tộc mạnh hơn thì lại cun cút như chó cụp đuôi. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi, nói vậy thì thiên long tộc cũng không tính là mạnh trong thiên tộc. A Mục, phải, không tính là mạnh. Diệp Huyên hạ giọng, ta làm thịt thiên long, chắc chắn đã mang mối thù truyền kiếp với tộc họ. Khi ấy, thiên thần tộc nhất định sẽ ra tay giúp, đúng không? A Mục lại gật đầu, chính xác, tại đánh chó phải ngó mặt chủ, mà ngươi lại còn làm thịt chứ không phải đánh nữa, chẳng khác gì dẫm đạp mặt mũi thiên thần tộc. Ta nói cho ngươi biết, thiên tộc đoàn kết như thể chân tay, Minh Phủ và cổ hình tộc chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ thiên long tộc. Đợi khi bọn họ tỉnh lại thì ngươi xong rồi. Diệp Huyên, A Mục lại cho một miếng thịt rồng vào miệng, nói, nhưng ngươi cũng không cần sợ, bởi vì ngươi là vô thị của ta mà, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Huyên, còn vô tộc thì sao? Các người có thể đối đầu với thiên tộc, hẳn cũng sẽ không kém nhỉ. A Mục đặt đũa xuống, nghiêm giọng nói với Diệp Huyên, đó là tất nhiên. Ta cho ngươi biết, vô tộc ta có tới 36 thần vu, 12 siêu tổ vu, 3 đại vu, và còn vu thần nữa. Ngoài ra chúng ta còn có 81 bộ lạc, chiến sĩ trong mỗi bộ lạc đều dũng mãnh kinh người, đặc biệt là bộ lạc Cửu Lê chúng ta. Họ sở hữu chiến lực phi phàm, cho dù đụng độ cổ hình tộc cũng có thể không phân cao thấp. Diệp Huyên nghe vậy thì nhẹ lòng hẳn, cũng may vu tộc không đến nỗi yếu, bằng không hắn phải trốn về vũ trụ tứ duy mất. A Mục bỗng nói, còn cô gái váy trắng đứng sau chúng ta tên gì? Diệp Huyên chớp mắt, chúng ta. A Mục nhìn hắn, không phải chúng ta à? Diệp Huyên gật đầu, ừ, là chúng ta. Ta cũng không biết tên nàng là gì, chỉ biết nàng lợi hại vô cùng. A Mục đồng tình, rất là lợi hại. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi phải đạt đến luân hồi cảnh, không, chúa tể cảnh mới đúng. Cảnh giới của ngươi quá thấp, không theo kịp thân thể, một khi giao thủ với cường giả chân chính thì sẽ bị động ăn đòn. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta đi ngục tối vô biên thôi. A Mục đứng dậy, ừ, nhân lúc cường giả thiên tộc và thiên long tộc chưa tỉnh lại, chúng ta phải tìm đến phần mộ để gia tăng cảnh giới của ngươi. Hai người thu dọn nồi thịt rồi cùng biến mất trong vũ trụ. Chấm chấm chấm. Ngục tối vô biên. Diệp Huyên và A Mục vừa trở về, ông lão trông mộ đã xuất hiện trước mặt họ, thấp giọng thở dài với Diệp Huyên, sao ngươi lại đến đây nữa? Diệp Huyên nhếch môi, tiền bối khỏe không ạ? Không khỏe, ông ta lắc đầu. Diệp Huyên, thiếu niên, người muốn gây họa có thể đổi nơi khác được không? Diệp Huyên đen mặt, tiền bối cũng biết thiên long tộc ra tay trước mà. Ông lão chỉ lắc đầu thở dài rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên hỏi A Mục, cô biết ông ấy là ai không? Hắn vẫn luôn tò mò về thân phận của ông lão này. A Mục chỉ nhìn theo bóng lưng ông lão trông mộ rồi nói, ta chỉ biết ông ấy đứng ở vị trí trung lập, sẽ không giúp thiên tộc lẫn vu tộc, nhưng thân phận thật sự thế nào thì ta không rõ. Diệp Huyên có phần kinh ngạc, cả cô mà cũng không biết ư. Nàng ta gật đầu, chủ yếu là vì ta không điều tra. Diệp Huyên, thôi kệ đi, chúng ta đến phần mộ thôi. Nói xong, hắn và A Mục cùng biến mất, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước phần mộ. Diệp Huyên vừa định cất bước thì bị A Mục ngăn lại. Nữ vu sư cau mày nhìn phần mộ. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? A Mục, chúng ta trúng mai phục. Vứa dử lới, một tiếng cười bỗng vang lên cạnh đó, không hổ là đại tế ti của vu tộc. Một người đàn ông bước ra. Cùng lúc ấy, quanh Diệp Huyên và A Mục, hơn 10 cường giả xuất hiện lặng im không một tiếng động, trông kỳ dị vô cùng.
Diệp Huyên cau mày, Thiên Long tộc. A Mục lắc đầu, không phải. Người đàn ông trung niên cười, chúng ta không phải Thiên Long tộc, mà là Dạ U tộc. Diệp Huyên nhìn A Mục, nghe nàng ta nói, một tộc nhỏ thuộc Thiên tộc, cấp bậc còn thấp hơn Thiên Long. Diệp Huyên, họ có thù oán với cô à? A Mục gật đầu, hẳn là muốn bắt ta để tranh công trước Thiên thần tộc. Diệp Huyên nhìn sang người đàn ông, nghe ông ta nói, Đại Tế Ti đoán đúng. Ông ta quay sang Diệp Huyên, người muốn tự kết liễu hay để ta ra tay? A Mục đến gần Diệp Huyên, tên này còn yếu hơn con rồng đầu tiên bị ngươi băm nữa. Diệp Huyên ngớ ra, vậy sao hắn phách lối dữ vậy? A Mục suy nghĩ rồi chỉ vào đầu mình, chắc là bị thiểu năng á. Diệp Huyên, một tia âm u hiện lên trong mắt người đàn ông trung niên khi nghe được những lời này của A Mục, nhưng ông ta chưa kịp ra tay thì Diệp Huyên đã biến mất. Xoẹt, thủ cấp ông ta bay ra ngoài trước khi kịp phản ứng. Sau đó là thủ cấp của những cường giả còn lại cũng nối gót. Tất cả đều bị giết trong nháy mắt. Thân thể Diệp Huyên đã đạt đến bất diệt kim thân cảnh, cho dù là chúa tể cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Mà ở thời đại thần ma này, chúa tể cảnh cũng không nhiều đến thế. A Mục nhìn những thi thể trước mặt, khẽ lắc đầu rồi nhìn sang ngôi mộ. Diệp Huyên, A Mục cô nương, ta đi vào nhé. Nàng ta lắc đầu, không được. Người đi vào lúc này căn bản không có cách tĩnh tâm tu luyện. Diệp Huyên hạ giọng, vậy phải làm sao bây giờ? A Mục suy nghĩ một hồi, chúng ta mang nó đi. Diệp Huyên kinh ngạc, mang đi được sao? A Mục gật đầu, có chứ, người đặt nó trong tòa tháp của ngươi là được. Diệp Huyên nhìn phần mộ với vẻ do dự. Sau đó hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên ngôi mộ. Một luồng sức mạnh khủng khiếp tuôn trào từ bên trong mộ. Uỳnh. Diệp Huyên lùi lại mấy bước, nói với A Mục, hình như nó không muốn theo ta. A Mục im lặng một hồi, vậy đánh nó. Đánh, Diệp Huyên tròn mắt. A Mục gật đầu, đánh mạnh vào. Diệp Huyên do dự, nghe có vẻ không ổn lắm. A Mục, nếu ngươi có được nó, rất nhiều bạn bè của ngươi sẽ nhanh chóng đạt đến luân hồi cảnh. Diệp Huyên hạ giọng, không phải nó thuộc về Vu tộc sao? A Mục cô nương là Đại Tế Ti. Không thể bắt nó đi cùng sao? A Mục chớp mắt, thật ra nó là của Minh Phủ ấy. Khóe miệng Diệp Huyên cứng đờ, vậy mà cô còn nói nó là của Vu tộc. A Mục cười nhăn nhở, thì ngươi chỉ cần mang nó đi là nó thành của chúng ta rồi. Vậy cũng được luôn, Diệp Huyên há hốc. A Mục, Minh Phủ thuộc về Thiên tộc. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, chúng ta mượn dùng một chút rồi trả lại cho họ sau, được không? Nàng ta vội vàng gật đầu, ta thấy rất được. Diệp Huyên quay lại, sau đó xông tới nện nắm đấm vào phần mộ. Uỳnh! Phần mộ run lên bần bật dưới cú đấm của Diệp Huyên, nhưng nó cũng không nằm yên chịu chết mà kịch liệt phản kháng. Tiếc rằng nó không phải đối thủ của hắn. Một hồi sau, nó đã bị thu vào tháp giới ngục. Như nghĩ đến điều gì, hắn quay sang hỏi A Mục, cô còn biết chỗ nào khác có bảo vật không? Nàng ta gật đầu, ta biết, nhưng mà sẽ có nguy hiểm. Diệp Huyên do dự, bảo vật ấy tốt không? A Mục, khởi nguyên thần thụ của thần linh tộc, chân quý vô cùng, nếu có được nó. Sẽ có ích gì? Diệp Huyên vội hỏi. A Mục, khởi nguyên thần thụ có khởi nguyên chi lực, tức có thể không ngừng chữa trị thân thể, thêm vào bất diệt kim thân của ngươi thì bát bộ thiên long cũng phải chào thua. Quan trọng nhất là khởi nguyên thần thụ chính là một siêu linh mạch. Có được nó, tốc độ tu luyện của ngươi và bạn bè sẽ tăng lên ít nhất mấy chục lần. Nghe nghịch thiên quá xá, Diệp Huyên nheo mắt. A Mục lại nói, ngươi phải hiểu rõ một điều này, cho dù ngươi không làm thịt thiên long, họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tựa như Dạ U tộc vừa rồi vì sao lại muốn giết ngươi. Đơn giản thôi, vì ngươi đang ở cùng với ta, lại còn là Vu thị của ta. Vào giây phút ngươi đồng ý làm Vu thị cho ta. Thiên tộc đã đứng bên kia chiến tuyến với ngươi. Tương tự, nếu ngươi là thần thị của thần sư thần tộc, phụ tộc ta cũng sẽ không tiếc mọi giá để giết chết ngươi. Nàng ta dừng lại một chút, đó chính là lập trường, ngươi hiểu ý ta không? Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu. A Mục, ngươi là người có nội tâm lương thiện, hành sự cũng dứt khoát quả quyết, nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Huyên lắc đầu cười, cô là người đầu tiên nói ta lương thiện đấy. Rồi hắn nhìn về phương xa, chúng ta đến xem khởi nguyên thần thụ chứ.
A Mục chớp mắt, được, để ta dẫn đường. Nàng ta leo lên lưng hắn, chỉ về trước, chạy theo hướng này. Hắn biến mất tại chỗ. Trên đường, Diệp Huyên hỏi, A Mục cô nương không biết bay sao? A Mục biết, nhưng sẽ hao tốn năng lượng, vả lại ta không nhanh bằng ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Trước đó, khi bị đuổi giết, hắn cõng A Mục cũng không có tâm tư gì khác, nhưng giờ đây, thân thể nàng áp sát vào lưng hắn, mang theo cảm giác mềm mại, thơm tho. Diệp Huyên gạt những suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu, tiếp tục tăng tốc. A Mục bỗng nói, ta đã suy tính những chuyện sắp xảy ra. Ngươi làm thịt vài ba con rồng, Thiên Long tộc chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Đợi khi Thiên Long mạnh hơn của họ tỉnh lại, chắc chắn sẽ không từ mọi giá để lấy mạng ngươi. Thiên Long tộc lại là tộc phụ của Thiên Thần tộc, nếu họ không đánh lại ngươi thì Thiên Thần tộc sẽ ra tay, mà nếu tộc này cũng không làm gì được ngươi thì sẽ triệu tập Minh Phủ và Cổ Hình tộc đến giết ngươi. Nên ngươi chuẩn bị tâm lý trước đi. Diệp Huyên. A Mục tiếp lời, suýt nữa quên việc này. Thân phận của ngươi là vô thị của ta, bấy nhiêu đã đủ để toàn bộ Thiên tộc không buông tha cho ngươi rồi. Ngươi sắp phải chạy trốn một đoạn thời gian dài đó. Diệp Huyên lắc đầu, A Mục, cô nói vậy làm ta cũng thấy sợ đấy. Nàng ta cười, không sao cả, chỉ cần cường giả vô tộc ta tỉnh lại là ngươi sẽ an toàn thôi. Diệp Huyên gật đầu, việc cần kíp bây giờ là gia tăng sức mạnh. Cũng may hắn đã có được bất diệt kim thân, gặp cường giả bình thường không có gì phải sợ, ngoại trừ cường giả hàng đầu. Nghĩ vậy, hắn tăng tốc. Một hồi lâu sau, A Mục nói, chúng ta đã tiến vào địa bàn Thiên Thần tộc, có thể có cường giả của họ ở đây, ngươi cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu rồi nhìn khắp bốn phía, vắng lặng không một bóng người. Hắn nói, A Mục, cô có cảm nhận được cường giả của họ không? A Mục nhìn quanh rồi lắc đầu, không cảm thấy gì cả, có lẽ họ chưa tỉnh dậy. Đây là cơ hội của chúng ta. Nàng ta chỉ về bên phải, bên này. Diệp Huyên gật đầu, hai chân chạy càng nhanh. A Mục tò mò đánh giá bốn phía, đây là lần đầu tiên ta tiến vào thần tộc mà lại nghênh ngang thế này đấy. Diệp Huyên không nói gì, tiếp tục chạy nhanh. Chốc lát sau, hắn đi đến bên một con sông, với trung tâm dòng sông là một cây đại thụ khổng lồ vươn tít lên cao, che khuất bầu trời. Khởi nguyên thần thụ. A Mục nhìn nó, thở dài, không hổ là báu vật Thiên Thần tộc. Diệp Huyên nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy bốn bề tĩnh lặng. A Mục, đưa nó vào tháp đi. Diệp Huyên gật đầu rồi đi đến trước khởi nguyên thần thụ. Hắn quan sát nó một phen, đoạn nói, A Mục, vì sao linh khí nơi này không có gì khác với những nơi khác? A Mục, bởi vì nó chưa tỉnh dậy, đây cũng chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta mang nó đi. Diệp Huyên gật đầu rồi lấy tháp giới ngục ra. Đúng lúc ấy, sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng bước chân. Diệp Huyên cau mày, cùng A Mục xoay người nhìn lại. Cách đó không xa là một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp màu vàng, trong tay cầm một thanh đại kiếm vàng rực. A Mục, thần tướng Thiên Thần tộc. Nàng ta quan sát người kia rồi nói, hẳn là một trong sáu vị thần tướng, Nghệ Tín. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay ông ta, hỏi, là kiếm tu ư? Đúng vậy, A Mục gật đầu. Đúng lúc này, Nghệ Tín kia cất giọng, đại tế ti vu tộc. A Mục chớp mắt rồi nói, chính là ta. Nghệ Tín nhìn nàng chằm chằm, dám đến Thiên Thần tộc, các hạ thật là can đảm. A Mục nhăn nhở, ta chỉ đến thăm thú thôi, không có ý gì khác. Nghệ Tín lại nhìn khởi nguyên thần thụ, nói ta cho rằng mục đích thật sự của các hạ lại là khởi nguyên thần thụ này. Đại tế ti chớp mắt, đúng luôn. Diệp Huyên. Nghệ Tín nhoẻn cười, đại tế ti nếu có bản lĩnh thì cứ việc mang nó đi, bổn tướng tuyệt đối không ngăn cản. A Mục ngây ra. Ông nói thật chứ? Nghệ Tín gật đầu, đúng vậy, chỉ cần đại tế ti có bản lĩnh mang nó đi, bổn tướng tuyệt đối không ngăn cản. Thấy A Mục nhìn sang, Diệp Huyên do dự một hồi rồi nói, các hạ đã nói vậy thì ta không khách khí. Dứt lời, hắn đưa tháp giới ngục ra, giơ lên trước khởi nguyên thần thụ, thu. Một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ lấy đại thụ, nhưng khởi nguyên thần thụ lại chẳng xê xích dù chỉ một ly. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Sao lại không có gì xảy ra? Thấy hắn nhìn sang, A Mục hạ giọng, người phải bắt nó đi theo mới được. Diệp Huyên không biết nói gì. Làm sao hắn có thể bắt khởi nguyên thần thụ đi theo hắn được chứ?
Như nghĩ đến gì đó, hắn hỏi, hay là chúng ta đánh nó? A Mục do dự, người đánh không lại đâu. Diệp Huyên. Ở nơi xa, thần tướng Nghệ Tín nhếch mép khinh thường, các ngươi sao xứng có được thần thụ này? Diệp Huyên đang muốn nói gì thì Tiểu Linh Nhi bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Cô bé nhìn thần thụ rồi nói, đại ca, ta muốn cái cây này. Diệp Huyên chớp mắt, muội bảo nó đi theo chúng ta được không? Tiểu Linh Nhi hỏi khởi nguyên thần thụ, đi theo ta không? Không có tiếng trả lời. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Nào ngờ Tiểu Linh Nhi lại lấy ra một chiếc hộp, vỗ nhẹ vào nó, bạch. Hộp run lên rồi mở ra, để một tia sáng trắng thoát ra. Từ trong đó, một đứa nhóc với mái tóc xù màu trắng xuất hiện. Diệp Huyên. Ở ngôi mộ rất xa, ông lão trong mộ đang quét tước bỗng dừng tay, dõi mắt về phía thiên thần tộc với vẻ khó tin. Sao có thể, tên cướp của kia sao lại xuất hiện nữa? Giọng ông run rẩy. Vào khoảnh khắc nhóc màu trắng kia xuất hiện, tiểu đạo đang nằm ngủ trên quầy hiệu cầm đồ thiên đạo tại ngục tối vô biên bỗng ngẩng đầu. Một khắc sau, nàng ta đã biến mất. Trước khởi nguyên thần thụ, ánh mắt của Diệp Huyên và A Mục đều tập trung vào nhóc màu trắng. Trong đó, mắt A Mục đong đầy khiếp sợ, đúng hơn là chấn động. Diệp Huyên không ngờ nhóc con này sẽ lại xuất hiện, vì vậy cũng sững sờ không thôi. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra nhóc ta chỉ là hình chiếu chứ không phải chân thân. Một hình chiếu có thể đối phó khởi nguyên thần thụ sao? Thần tướng Nghệ Tín nhìn nhóc màu trắng, cong môi xem thường, ta còn tưởng là vật gì, thì ra chỉ là một con linh mà thôi. Diệp Huyên nhìn ông ta, nhóc này không phải linh tầm thường. Nghệ Tín hờ hững, vậy sao? Vậy để bổn thần tướng mở mang tầm mắt một phen. Diệp Huyên không để ý đến ông ta nữa mà quay về nhìn nhóc màu trắng. Nhóc bỗng quay đầu, khi nhìn thấy Tiểu Linh Nhi thì nở một nụ cười sán lạn. Tiểu Linh Nhi đưa cho nhóc một viên kẹo hồ lô. Hai mắt nhóc ta lập tức sáng rỡ, ôm kẹo liếm láp đến là say mê. Tiểu Linh Nhi vươn tay chỉ vào khởi nguyên thần thụ ở xa. Nhóc màu trắng tròn mắt nhìn theo. Tiểu Linh Nhi lại chỉ vào thần tướng, bạch, ông ta nói nếu chúng ta mang cái cây này đi được thì nó là của chúng ta đó. Ngươi có cách đúng không? Bạch nhìn thần thụ, đưa tay lên vẫy vẫy. Cây thần không phản ứng. Diệp Huyên. Nhóc màu trắng tròn mắt nhìn hồi lâu. Chợt chu môi làm động tác hút vào. Nào ngờ khởi nguyên thần thụ chợt chấn động rồi bắt đầu mở dần. Thần tướng thấy vậy thì sửng sốt. Một tia kích động lóe lên trong mắt A Mục. Nàng ta không kềm được mà kéo tay Diệp Huyên, run rẩy hỏi, nhóc này. Từ đâu mà tới? Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Nhóc màu trắng lại vẫy tay với khởi nguyên thần thụ. Dưới ánh mắt của mọi người, thần thụ bỗng run lên như đang đáp lời. Không biết nó trả lời những gì mà chân mày nhóc trắng nhăn lại. Diệp Huyên vội hỏi Tiểu Linh Nhi, hai người họ đang nói gì vậy? Tiểu Linh Nhi chỉ vào khởi nguyên thần thụ, cây kia nói nó nợ ân huệ của thiên thần gì đó nên phải bảo vệ nơi này, không thể đi. Diệp Huyên nhìn A Mục, chỉ nghe nàng ta nói, hẳn là vì thiên thần chủ đời đầu tiên đã mang nó đến đây. Đúng lúc ấy, nhóc màu trắng chợt phung tay lên. Đưa một luồng tử khí tím đậm bay về phía khởi nguyên thần thụ. Chỉ trong chốc lát, cây thần chấn động kịch liệt, từng luồng khí tức mạnh mẽ phun trào từ bên trong. A Mục kinh ngạc thốt lên. Nó sắp đột phá rồi. Đột phá? Diệp Huyên cũng ngạc nhiên nhìn sang. Chỉ một cái vung tay của nhóc kia mà cái cây sắp đột phá ư. Hành động nghịch thiên gì thế này? Nhóc con kia vẫn tiếp tục liếm viên kẹo trong tay. Vào lúc khí tức của khởi nguyên thần thụ đạt đến đỉnh điểm, nhóc lại đưa tay lên. Làn khói tím kia bỗng biến mất, đi theo là khí tức mạnh mẽ từ trên thân cây. Nó không đột phá nữa mà đã trở lại bình thường rồi. Diệp Huyên và A Mục ngây người. Khởi nguyên thần thụ cũng sững ra trong giây lát rồi rung lắc kịch liệt như đang bày tỏ gì đó. Hai người nhìn Tiểu Linh Nhi, chỉ thấy cô bé nói, nó bảo cho nó thêm tử khí. Diệp Huyên, bảo nó đi theo chúng ta. Tiểu Linh Nhi đi đến bên nhóc màu trắng, hết chỉ vào khởi nguyên thần thụ rồi lại chỉ vào Diệp Huyên, ý tứ vô cùng rõ ràng. Thấy nhóc kia nhìn sang, Diệp Huyên vội đưa cho một sâu kẹo hồ lô. Nhóc con cười tâu toét, nhận lấy rồi lại vẫy vẫy tay với khởi nguyên thần thụ. Cây thần lúc lắc như đang nói gì đó.
Diệp Huyên và A Mục đều nhìn Tiểu Linh Nhi, nhưng cô bé không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cây thần. Đúng lúc ấy, cây thần ngừng chuyển động, một luồng sức mạnh bí ẩn ồ ạt tuôn ra về phía nhóc màu trắng. Diệp Huyên và A Mục đồng thời sửng sốt. Nó đang làm gì vậy? Tiểu Linh Nhi, nó muốn cướp lấy tử khí. Cướp ư? Diệp Huyên cả kinh, kiếm Thiên Chu lập tức xuất hiện trong tay. Nhưng ngay khi hắn muốn ra tay, nhóc con màu trắng chợt chu môi hút khí vào. Chỉ trong nháy mắt, khởi nguyên thần thụ chợt trở nên mờ ảo, linh khí trên người nó tan biến với tốc độ khủng khiếp. A Mục run giọng, khởi nguyên thần lực trên khởi nguyên thần thụ đang tiêu tán nhanh chóng. Chợt một tiếng thét kỳ lạ, run rẩy kịch liệt vang lên từ cây thần. Tiểu Linh Nhi, nó đang xin tha. Diệp Huyên và A Mục nhìn nhau. Xin tha ư? Diệp Huyên. Bỗng thần tướng kia gầm lên, hỗn xược. Vừa dứt lời, thanh kiếm khổng lồ trong tay ông ta bay vút đi, một luồng kiếm quang hùng mạnh lóe lên, trực chỉ nhóc con màu trắng. Diệp Huyên biến sắc, nào ngờ chưa kịp ra tay thì thanh kiếm đã khựng lại. Nó bị một bàn tay trắng nõn nà chặn đứng. Tiểu Đào. Diệp Huyên nhìn người con gái đột ngột xuất hiện trước mặt mà sửng sốt. Hắn hoàn toàn không ngờ nàng ta sẽ lại có mặt ở đây. Một tay Tiểu Đạo cản lại thanh kiếm, mắt lại không rời khỏi nhóc con màu trắng. Nhóc ta thì vẫn đang nhìn chằm chằm cây thần đang run rẩy ngoài xa. Sau đó, nhóc bỗng nâng tay lên, khởi nguyên thần thụ chấn động kịch liệt trước khi hóa thành một tia sáng xanh, dung nhập vào bụng Diệp Huyên. Nó đã vào tháp giới ngục. Diệp Huyên và A Mục nhìn nhau. A Mục tròn mắt, vào rồi kìa. Diệp Huyên gật đầu, vào rồi. Thấy khởi nguyên thần thụ biến mất, thần tướng Nghệ Tín biến sắc kịch liệt, càn rỡ. Ông ta biến mất tại chỗ rồi xuất hiện lại trước mặt Tiểu Đạo, vươn tay tóm lại thanh kiếm rồi vung lên. Thế nhưng Tiểu Đạo vẫn không nhúc nhích. Nghệ Tín sửng sốt, sau đó bị một cái tát của nàng ta đánh văng ra. Quỳnh! Văng xa tận mấy trăm trượng. Hạ Nghệ Tín chỉ bằng một chiêu rồi, Tiểu Đạo quay lại nhìn nhóc con màu trắng. Nhóc tròn mắt nhìn lại rồi quay sang vẫy tay phải Tiểu Linh Nhi. Nhóc phải đi rồi. Tiểu Linh Nhi thấy vậy thì đi đến, nhẹ giọng hỏi, phải đi rồi sao? Nhóc gật đầu, rồi như nghĩ đến gì đó mà khẽ phất tay với Tiểu Linh Nhi. Chỉ trong phút chốc, vô số tử khí bao phủ lấy cô bé. Quỳnh! Tiểu Linh Nhi run lên, khí tức trên người tăng vọt. Tiểu Đạo thấy vậy thì nheo mắt lại, một tia khác thường hiện lên trên mặt. Thần tướng Nghệ Tín ở nơi xa bỗng cả giận gầm lên, trả thần thụ đây. Tiểu Đạo quay lại, ông ta biến sắc, ngươi là ai? Tiểu Đạo không để ý mà nói với Diệp Huyên, thay ta mượn một chút tử khí từ cô bé, xem như giúp ta một chuyện. Diệp Huyên do dự rồi gật đầu, được. Đoạn hắn đi đến, đưa một sâu kẹo hồ lô cho nhóc con màu trắng. Nhóc hớn hở nhận lấy. Hắn nhẹ giọng hỏi, có thể cho bạn ta một chút tử khí được không? Thấy hắn chỉ vào Tiểu Đạo, nhóc ta nhìn theo rồi bất chợt cau mày. Diệp Huyên vội hỏi, sao vậy? Nhóc chỉ vào nàng ta rồi lắc tay. Diệp Huyên chỉ đành nhìn Tiểu Linh Nhi, nhưng cô bé đang nhắm mắt, trông như sắp sửa đột phá. Bỗng nhiên, Tiểu Đạo lên tiếng, các hạ, ban đầu là lỗi của ta, xin hãy thứ lỗi. Nàng ta khẽ thi lễ với nhóc màu trắng. Nhóc màu trắng chớp chớp mắt, nhìn Diệp Huyên một cái rồi vung tay lên. Đưa một cụm tử khí đến trước mặt hắn. Diệp Huyên, cảm ơn. Nhóc con nhăn nhở cười rồi lại say mê ăn kẹo. Diệp Huyên cầm cụm khí đậm màu ấy đến đưa cho Tiểu Đạo. Đa tạ, nàng ta nói rồi thu chúng vào. Thân hình nhóc màu trắng chợt mờ dần, sắp sửa biến mất. Thần tướng Nghệ Tín thấy vậy thì biến sắc, không quan tâm gì nữa mà vọt tới. Diệp Huyên cau mày, chuẩn bị ra tay nhưng Tiểu Đạo đã nhanh hơn. Nghệ Tín còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng ta tát bay đi. Nàng ta mạnh thật, Diệp Huyên nheo mắt. Tiểu Đạo nhìn thần tướng, nói còn dám làm càn nữa là ta giết. Nghệ Tín gằn giọng, các hạ có biết nơi này là nơi nào không? Đây là lãnh địa của thần linh tộc. Tiểu Đạo không chút dao động, chẳng thèm để ý ông ta mà nhìn sang nhóc màu trắng. Nhóc nhìn lại trước khi bay đến nhập vào người Diệp Huyên. Sau đó, Tiểu Linh Nhi cũng biến mất. Cả hai đã về lại tháp giới ngục. Diệp Huyên cho tâm trí mình chìm vào trong cơ thể, thấy nhóc màu trắng đi đến trước mặt chiến thiên thú ở tầng 3.
Nó lập tức nằm rạp xuống, thân thể khẽ run. Nó đã hoàn toàn thần phục nhóc màu trắng. Nhóc khẽ hé miệng, thổi một luồng tử khí vào thân thể nó. Uỳnh! Chỉ trong phút chốc, chiến thiên thú run lên, cả người bắt đầu phát triển. Ngoài tháp giới ngục, thần tướng Nghệ Tín bỗng gầm lên, các ngươi đáng chết. Ông ta phóng ra một lệnh tiễn màu vàng thẳng vào nơi sâu trong phần mộ. Một chốc sau, từng luồng khí tức hùng mạnh tản ra. Thấy vậy, A Mục vội nói, rất nhiều cường giả thiên tộc sắp tỉnh lại rồi, chúng ta chạy mau. Diệp Huyên gật đầu, nào ngờ lại nghe một giọng nói từ xa truyền tới, chạy. Nực cười. A Mục dừng bước, nói với hắn, không chạy được rồi. Diệp Huyên lại nhìn tiểu đạo, thấy nàng ta chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn vào nơi sâu trong phần mộ cần gì phải chạy. Chỉ là một thiên thần tộc mà thôi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy nàng ta có phần lạ lẫm. Diệp Huyên nhẹ nhàng huých A Mục một cái, cô có biết nàng ta không? Thân phận của tiểu đạo quá thần bí, làm hắn tò mò mãi không thôi. A Mục nhìn nàng ta rồi lắc đầu, ta chỉ biết nàng ta đã sống rất lâu rồi, nhưng không biết nàng ta là ai. Diệp Huyên gật gù rồi nhìn sang tiểu đạo, có thể thấy, nàng ta đã có phần tức giận. Đúng lúc ấy, một ông lão chợt xuất hiện nơi chân trời. Ông ta khoác chiến giáp vàng rực, tay cầm một ngọn tháp nhỏ màu đen, cả người toát ra uy áp vô hình. A Mục, một trong sáu đại chiến tướng của thiên thần tộc, tháp phương. Diệp Huyên nhìn ngọn tháp kia rồi nói, tháp của ông ta và của ta, cái nào tốt hơn? A Mục nhìn hắn, nhoẻn cười, của ngươi. Diệp Huyên cũng cười hì hì rồi nhìn sang tiểu đạo. Tuy càng lúc càng có nhiều cường giả thiên thần tộc tỉnh lại, nhưng hắn không sợ. Bởi đã có tiểu đạo ở đây. Chỉ cần có nàng ta trước mặt, sẽ lập tức có cảm giác an toàn. Nơi xa, tháp phương nhìn Nghệ Tín rồi cau mày, thần thụ đâu? Nghệ Tín phẫn nộ chỉ vào Diệp Huyên, đã bị hắn cướp đi. Diệp Huyên lại nói, ê ê, nói vậy là không được nhé. Ban nãy ai bảo ta cứ thoải mái lấy hả? Là ông chứ ai, ông đã nói chỉ cần ta có bản lĩnh mang thần thụ đi thì nó chính là của ta. Nghệ Tín cứng họng, chỉ có thể trợn trừng nhìn hắn. Ông ta thật sự không ngờ rằng nhóc màu trắng kia lại có năng lực mang thần thụ đi. Khởi nguyên thần thụ chính là báu vật của thiên thần tộc, đã tồn tại hằng hà xa số năm trong tộc họ, gần như là một biểu tượng. Lòng trung thành của nó với thiên thần tộc lại càng không phải nói. Vậy mà, nó lại bị mang đi dễ dàng như vậy. Nghệ Tín vừa giận vừa sợ. Vào lúc ấy, lại có thêm một vài cường giả thiên thần tộc xuất hiện sau lưng tháp phương. Bọn họ đều rất mạnh, bởi tuy không phải tất cả đều là chúa tể cảnh nhưng cũng có không ít người đã đạt đến luân hồi cảnh. Tháp phương nhìn Diệp Huyên, hắn vội vàng kéo A Mục, cùng nấp sau lưng tiểu đạo. Ánh mắt của tháp phương lại rơi vào tiểu đạo, nói đầy nghiêm túc, cô chính là tiểu đạo cô nương. Nàng ta mỉm cười, là ta. Tháp phương hạ giọng, tiểu đạo cô nương, thiên thần tộc ta không thù không oán cùng cô, vì sao cô lại ra tay giúp thiếu niên này? Tiểu đạo bật cười, hôm nay ta sẽ dẫn hắn rời đi. Nếu các ngươi bằng lòng để ta đi, ngày sau ta sẽ không nhúng tay vào việc của các ngươi, bằng không. Tháp phương xen vào, tiểu đạo cô nương, thiên thần tộc ta tất lấy mạng người này, không ai có thể giữ được. Ta, đúng lúc ấy, tiểu đạo biến mất tại chỗ. Tháp phương biến sắc, bảo tháp trong tay hóa thành một tia sáng vàng. Ông ta lầm rầm niệm chú. Để nó cao lên nghìn trượng trước khi ầm ầm nện xuống từ trên cao. Tiểu đạo chỉ đưa tay ra, phóng một cây châm đỏ lên cao. Ầm, tòa tháp bị cây châm ngăn chặn trên không trung, không thể rơi xuống. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt tháp phương, bảo tháp chấn sơn hà. Ông ta vừa dứt lời, một luồng sáng vàng chói lòa bỗng bừng lên từ bảo tháp. Nhưng A Mục cong ngón tay, cây châm bé nhỏ kia lại run lên. Sau đó xuyên thủng phần đáy tháp. Bảo tháp nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Một tia sáng đỏ rực cũng bắn xuyên qua giữa trán tháp phương. Phụt. Vòi máu phun ra. Bốn bề an tĩnh. Cường giả thiên thần tộc đồng loạt trợn mắt há mồm, không ai nghĩ rằng tháp phương sẽ bị giết trong chớp mắt như vậy cả. Gương mặt Nghệ Tín cũng tràn đầy sợ hãi. Thực lực của tháp phương còn trên cả ông ta, vậy mà cứ thế đã bị lấy mạng rồi. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai?
A Mục quan sát cây châm đang lơ lửng trước mặt Tiểu Đạo, nói châm này không tệ. Diệp Huyên, nó là mệnh vận chi châm, lợi hại lắm đấy. A Mục gật gù rồi nhìn sang Tiểu Đạo, nàng ta cũng lợi hại lắm. Vô cùng là đằng khác, Diệp Huyên đồng tình. Sức mạnh của Tiểu Đạo vẫn luôn là một dấu chấm hỏi. Nơi xa, nàng ta nhìn thân thể đang dần mờ đi của Tháp Phương, ta rất không thích bị người khác xen vào khi đang nói chuyện. Tháp Phương chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn nàng ta, vừa toan mở miệng thì cây châm nhỏ lại phóng ra. Vèo! Đầu ông ta bay vút ra ngoài. Tiểu Đạo vung tay lên, bảo tháp của Tháp Phương đã bị nàng ta thu vào. Diệp Huyên không khỏi nheo mắt, bây giờ hắn đã hiểu tại sao Tiểu Đạo có nhiều báu vật đến vậy rồi. Tất cả là do giết người cướp của mà đến. Tiểu Đạo quay lại hỏi hắn, cô bé còn ở đó không? Diệp Huyên ngẩn ra, đoạn nhanh chóng hiểu nàng ta đang hỏi ai. Nhóc màu trắng. Hắn gật đầu, vẫn chưa đi. Tiểu Đạo im lặng, ra vẻ muốn nói lại thôi. Khi ấy, nhóc màu trắng lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn không khỏi nheo mắt, nhóc ta đang định làm gì đây? Nhóc ấy lấy ra một viên kẹo hồ lô rồi đưa cho Diệp Huyên. Hắn nhận lấy, đặt nó vào miệng. Thấy hắn chịu ăn, nhức ta cười tâu toét, vươn đôi tay nhỏ vỗ vỗ vai hắn rồi cua quào tứ tung. Diệp Huyên chỉ biết tròn mắt nhìn, hắn không hiểu nhóc này đang biểu đạt gì cả, mà Tiểu Linh Nhi lại đang đột phá. Tiểu Đạo thì chỉ nhìn xoáy vào Diệp Huyên với ánh mắt sâu xa. Nàng ta biết đứa nhỏ kia đang nói gì. Bỗng nhiên, nhóc màu trắng nhìn mệnh vận chi châm trước mặt Tiểu Đạo một hồi lâu rồi phẩy tay một cái, cây châm lập tức xuất hiện trong tay nhóc. Tiểu Đạo không cản lại, để nhóc ta ngắm nghía nó hồi lâu trước khi lắc đầu, đưa châm đến cho Diệp Huyên. Diệp Huyên tròn mắt, đây là muốn cho hắn sao? Nhóc màu trắng đặt cây châm vào tay hắn. Diệp Huyên do dự nhìn sang Tiểu Đạo rồi nói, đây là của người ta. Nhóc ta tròn xoe mắt nhìn hắn hồi lâu rồi rút ra một sâu kẹo hồ lô, bay đến đưa cho Tiểu Đạo, vươn tay chỉ cây châm trong tay Diệp Huyên. Thế là Diệp Huyên hiểu ra. Nhóc ta muốn dùng kẹo hồ lô đổi lấy mệnh vận chi châm. Đầu óc hắn trống rỗng. Tiểu Đạo chỉ lẳng lặng nhìn nhóc màu trắng. Bỗng nhiên, nhóc lại đưa tay gỡ hai viên kẹo trên sâu xuống. Đưa viên duy nhất còn lại cho Tiểu Đạo. Hiển nhiên là nhóc cho rằng cây châm kia chỉ đáng giá một viên kẹo chứ không phải cả một sâu. Tiểu Đạo chỉ lẳng lặng nhìn nhóc. Nhóc ta cũng tròn mắt nhìn lại, còn đưa tay lên chỉ viên kẹo, ý hỏi không muốn sao. Ngươi cũng tàn nhẫn phết. Tiểu Đạo nói rồi thu viên kẹo vào. Nhóc màu trắng hí hửng tuét miệng cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn như phát hiện gì đó. Hai mắt sáng lên. Nhóc ta bay về phương xa. Diệp Huyên kinh ngạc, vội thu mệnh vận chi châm vào rồi cùng A Mục đuổi theo. Tiểu Đạo cũng biến mất. Thần tướng Nghê Tín thấy vậy thì biến sắc, bởi vì nơi kia chính là Vương Điện Thiên Thần, mảnh đất trung tâm của thiên thần tộc. Nó muốn làm gì? Ông ta không dám nghĩ nhiều mà vội vã đuổi theo. Chỉ trong chốc lát sau, Diệp Huyên nhìn thấy một tòa thành cổ hùng vĩ vô cùng. Nó lơ lửng trên không trung. Được tạo thành từ một loại đá vàng không biết tên, trông đến là lóa mắt. Bầu trời phía trên nó còn có một quang trận bằng ngọc thạch che lấp cả tòa vương điện, bên trên là một ngai vàng màu đen nhánh. A Mục chỉ vào ngai vàng, đó chính là thần vương tọa trong truyền thuyết, báu vật của thiên thần đời thứ nhất, còn quý báu hơn cả khởi nguyên thần thụ. Diệp Huyên vội hỏi, nó có tác dụng gì? A Mục chớp mắt, cụ thể thế nào thì ra không rõ, nhưng tóm lại là cực quý. Có thể nói nó chính là vật biểu tượng cho thiên thần tộc, nó. Bỗng nhiên, nàng ta ngẩng đầu nhìn thần vương tọa, nhóc kia. Diệp Huyên nhìn theo, chỉ thấy một cái bóng trắng đã trèo lên ngai vàng từ lúc nào. Nhóc con màu trắng thích chiếc ghế này ư. Mà thần tướng Nghê Tín nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch như vôi. Đó là thần vương tọa, là biểu tượng tối cao của thiên thần tộc. Tiểu Đạo thì chỉ nhìn nhóc con kia. Không biết đang suy tư gì. Lúc này, nhóc màu trắng bỗng vẫy vẫy tay với Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩn ra, nhìn sang A Mục, con bé đang gọi ta hả? Nàng ta gật đầu, ừ, gọi ngươi đấy. Hắn do dự một chút rồi kéo A Mục cùng bay đến trước thần vương tọa. Nhóc con kia vỗ vỗ lên ghế, ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn trợn tròn mắt, ngồi được ư. Nhóc gật đầu.
Diệp Huyên đang muốn đặt mông xuống thì bị A Mục lắc đầu ngăn lại, sức mạnh của ngươi bây giờ không thể ngồi được. Diệp Huyên nhìn lại, chỉ thấy nhóc màu trắng trợn mắt, chỉ vào thần vương tọa. Hắn bật cười, được, ta tin ngươi. Vào khoảnh khắc hắn ngồi xuống, thần vương tọa bỗng run lên kịch liệt. Một luồng sức mạnh hùng hậu bao phủ lấy Diệp Huyên khiến hắn biến sắc, nhưng nhóc màu trắng lại vỗ một phát vào ghế. Uỳnh! Thần vương tọa nín khe. A Mục! Diệp Huyên cũng tròn mắt nhìn, đoạn cười với nhóc màu trắng, thoải mái phết đấy. Nhóc tét miệng cười rồi vung tay lên, thu thần vương tọa vào tháp giới ngục trong người Diệp Huyên. Sau đó, nhóc lại nhìn sang một hướng khác, mắt sáng như sao. Nào ngờ đúng lúc ấy, tiểu đạo lắc đầu, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Huyên! Thấy bộ dạng của nhóc màu trắng là Diệp Huyên biết nhóc chắc hẳn đã phát hiện ra bảo vật gì đó. Nhóc màu trắng lập tức hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở nơi cuối chân trời. Diệp Huyên thì vội vàng dẫn A Mục đi theo. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên lẫn A Mục đều rất phấn khởi. Trong phấn khởi còn mang theo cảm giác kích thích. Thần tướng Nghê Tín đứng tại chỗ nhìn thần vương tọa đã biến mất, vẻ mặt dại ra. Mất rồi. Khởi nguyên thần thụ mất rồi. Bây giờ cả thần vương tọa cũng mất luôn. Hai chí bảo của thiên thần tộc đã mất hết. Làm sao bây giờ? Nghê Tín đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo ở đằng xa, ông ta chỉ đứng yên nhìn như vậy, chứ không dám buông lời độc ác nào. Tiểu đạo không thèm quan tâm, nàng ta xoay người biến mất. Sau khi tiểu đạo đi rồi, vẻ mặt của Nghê Tín mới trở nên dữ tợn, rồi xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Phía xa xa, Diệp Huyên và A Mục chạy theo nhóc màu trắng. Trên đường, Diệp Huyên nhìn về nơi xa xăm, nó muốn đi đâu? A Mục nhìn theo tầm mắt của hắn, sau đó đáp, đó là đường đến Minh Phủ. Minh Phủ. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, Minh Phủ có bảo vật gì không? A Mục gật đầu, có. Diệp Huyên đang định hỏi tiếp thì nhóc màu trắng ở phía trước bỗng tăng tốc. Thấy thế, Diệp Huyên biến sắc. Cũng vội vàng đẩy nhanh tốc độ lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên và A Mục đã được nhóc màu trắng dẫn đến trước một tòa thành cổ. Tòa thành cổ này không hề giống với vương điện của thiên thần tộc kia, nó vô cùng âm u, đâu đâu cũng là gió lạnh thấu xương. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, hắn khẽ chau mày lại, nơi này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà đúng lúc này, nhóc màu trắng thẳng tay đẩy cửa lớn của thành, sau đó nhẹ nhàng bước vào. Diệp Huyên cũng vội vàng dẫn A Mục vào theo. Sau khi vào trong thành, luồng khí âm u lại càng thêm dày đặc. Mà đúng lúc này, nhóc màu trắng đột nhiên dừng lại, trước mặt nhóc có một cây cầu dài, dưới cầu là một mảnh nước đen ngòm, mà giữa cầu thì lại có một bà lão đang đứng. Diệp Huyên nhìn A Mục, vẻ mặt A Mục bấy giờ rất nghiêm nghị, kia là bà La, người dẫn đường của Minh Phủ, thực lực rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu. Trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, nhóc màu trắng bay tới trước mặt bà La nhìn nhóc, sau đó lấy ra một bát nước trong rồi đưa cho nhóc màu trắng. A Mục ở bên cạnh vội nói, không được uống, đó là nước vong xuyên. Nhóc màu trắng mở to mắt nhìn, nhóc ngửi ngửi thử rồi lắc đầu, sau đó lách người đi qua. Lúc này, bà La đột nhiên chắn trước mặt nhóc. Nhóc màu trắng trừng mắt nhìn, sau đó giơ móng vuốt nhỏ lên. Ý là, người muốn đánh nhau sao? Bà La nhìn nhóc màu trắng, không nói lời nào. Nhóc màu trắng đột nhiên xoay người chui về lại trong cơ thể của Diệp Huyên. Diệp Huyên sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc nhóc đã bay ra lại, mà bấy giờ trong móng vuốt của nhóc đã có thêm một cái hộp màu đen. Hộp! Diệp Huyên! Nhóc màu trắng đang định mở hộp thì đúng lúc này tiểu đạo lại bỗng xuất hiện bên cạnh nhóc, nàng ta nhìn nhóc màu trắng, ngươi qua đi. Nhóc màu trắng tròn xoe mắt nhìn, sau đó cất hộp đi, rồi bay qua bên kia. Bà La híp hai mắt lại, đang định ra tay thì bỗng có một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao trùm lấy bà ta. Trong mắt bà La đột nhiên co rụt lại, bà ta nhìn tiểu đạo ở trước mặt, tiểu đạo nhìn chòng chọc vào bà ta, không muốn chết thì ngoan ngoãn đừng yên đó cho ta, nếu không cho dù là A Bố Tạng cũng không cứu nổi ngươi đâu. A Bố Tạng, cường giả siêu cấp đứng đầu trong Minh Phủ. Bà La nhìn tiểu đạo rồi cất giọng khản đặc, các hạ là người phương nào? Tiểu đạo không nói gì, nàng ta bay qua đi theo nhóc màu trắng.
Diệp Huyên và A Mục cũng vội vàng nối gót, mà lúc này bà La đột nhiên nói, Đại Tế Ti. A Mục dừng bước lại, nhìn bà La ở bên cạnh rồi mở to mắt chào hỏi, bà La, chào nhé. Bà La nhìn Đại Tế Ti, nàng ta là ai? A Mục cười, nàng tên là Tiểu Đạo, người của hiệu cầm đồ Thiên Đạo. Nghe thế, trong mắt bà La đột nhiên co lại. Hiệu cầm đồ Thiên Đạo. Bà La nhìn A Mục, các ngươi muốn làm gì? A Mục đáp, ta cũng không biết bọn ta sẽ làm gì nữa, he he. Nói xong, nàng ta kéo tay Diệp Huyên bỏ chạy. Bà La lại đứng trơ trọi một mình trên cầu. Chẳng mấy chốc nhóc màu trắng đã dẫn Diệp Huyên và A Mục đi tới trước một gian đại điện. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, phía trên cung điện có ba chữ lớn màu đen, sinh tử điện. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, là nơi ở của phủ chủ Minh Phủ. Có thể trưởng quản sinh tử của sinh linh ở nhân gian, tất nhiên nói vậy là có hơi cường điệu, sau khi đạt đến nhân quả cảnh thì cũng không còn chịu sự quản thúc này nữa. Diệp Huyên gật đầu, lúc này, nhóc màu trắng đột nhiên bay vào. Diệp Huyên vội vàng dẫn A Mục đi theo. Tiểu Đạo liếc mắt nhìn bốn phía, trong mắt nàng ta ánh lên một tia lo lắng, nhưng không hề nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Đạo đã vội theo chân ba người bước vào. Chấm chấm chấm. Sau khi nhóc màu trắng tiến vào sinh tử điện, nhóc nhìn quanh một lượt, cuối cùng, ánh mắt của nhóc rơi vào một chiếc gương ở phía trên cung điện. Chiếc gương này có kích thước giống với gương thường, thứ khác biệt duy nhất là ngay chính giữa mặt gương có một con mắt đang nhắm. Nhóc màu trắng thấy chiếc gương này thì sáng mắt lên, nhóc lập tức bay đến trước gương, cái móng nhỏ vươn ra định cầm lấy, thì đúng lúc này, con mắt kia đột nhiên mở choàng ra, nhóc màu trắng sợ hết hồn, vội vàng rụt móng lại. Thế nhưng chẳng mấy chốc nhóc lại phát hiện ra, hình như mình không cần phải sợ. Con mắt kia cứ nhìn nhóc màu trắng như thế, nhóc cũng nhìn lại nó, đúng lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh vụn vặt, đầu tiên là một người đàn ông mặc áo xanh xuất hiện, mà hình ảnh này vừa hiện lên đã tắt ngóm. Nhóc màu trắng mở to mắt nhìn, cái móng nhỏ hơ hơ lên. Con mắt kia vẫn nhìn đăm đăm vào nhóc màu trắng, một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên bộc phát ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn đang định xuất kiếm thì nhóc màu trắng đã bỗng há miệng hút một cái, luồng sức mạnh cực lớn kia lập tức biến đi đâu mất, cùng lúc đó, chiếc gương kia trở nên hơi mờ ảo. Lúc này, con mắt giữa gương có vẻ đã hoảng sợ. Nhóc màu trắng bắt lấy chiếc gương, sau đó ném về phía Diệp Huyên, chiếc gương lập tức bị quăng vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên, A Mục đột nhiên nói, đây là kính nhiệt xuyên. Có thể nhìn kiếp trước kiếp này của một người, cũng có thể dùng nó để thăm dò thiên hạ, vô cùng đáng gờm. Kính nhiệt xuyên. Diệp Huyên gật gật đầu, kiếp trước kiếp này. Sau này phải xem kỹ lại mới được. Hắn cũng rất muốn biết kiếp trước kiếp này của mình. Mà lúc này nhóc màu trắng vẫn chưa rời đi, nhóc khịt mũi ngửi ngửi vài cái, chẳng mấy chốc ánh mắt nhóc lại sáng quắc lên, móng nhỏ lại khẽ hơ. Ngay sau đó, dưới cái nhìn của Diệp Huyên, A Mục và cả Tiểu Đạo, mặt đất đột nhiên rung lên. Bảo bối trong lòng đất. Diệp Huyên và A Mục cùng nhìn nhau. Diệp Huyên hỏi, còn bảo vật gì nữa à? A Mục trầm giọng đáp, ta cũng không biết, chờ xem thử. Đúng lúc này, toàn bộ sinh tử điện đột nhiên rung lên dữ dội. Ngay sau đó, một luồng hắc quang đột nhiên phóng từ dưới nền đất lên thẳng trên trời. Nhóc màu trắng bay ra ngoài. Ba người Diệp Huyên cũng vội vàng lui ra. Trên bầu trời bên ngoài sinh tử điện, có một quyển sách cổ dày cộm nổi lơ lửng giữa không trung. Diệp Huyên nhìn về phía cuốn sách kia rồi hỏi, A Mục, nó là gì? A Mục nhìn cuốn sách, một lát sau, trong mắt nàng ta đột nhiên co rụt lại, đó là chí bảo của Minh Phủ sách bói trời. Sách bói trời. Diệp Huyên đang định hỏi gì đó thì nhóc màu trắng đã bay đến trước sách bói trời, mà lúc này, quyển sách kia đột nhiên mở ra, một luồng khí tức mạnh mẽ bao phủ lấy nhóc. Nhóc màu trắng vùng vuốt nhỏ lên, một luồng tử khí trùm lên sách bói trời, quyển sách rung lên, sau đó khép chặt lại. Lúc này, nhóc màu trắng lại hô móng nhỏ của mình, như đang nói gì đó. Mà sách bói trời cũng chậm chậm rung lên, như đang đáp lại lời nhóc. Cứ thế, rằng co chừng một phút, sách bói trời đột nhiên bay đến trước mặt nhóc màu trắng. Nhóc kia nhếch miệng cười, móng nhỏ vung lên, một luồng tử khí bao trùm lấy sách bói trời. Sách bói trời vui vẻ rung lên, một lát sau,
nó đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng chui vào tháp giới ngục trong bụng Diệp Huyên. Lại vào, Diệp Huyên cảm thấy có chút như mơ. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã thu được vài món thần vật siêu cấp rồi đó. Hơn nữa chiến thiên thú hình như cũng sắp trưởng thành rồi. Diệp Huyên nhìn về phía nhóc màu trắng, nhóc kia thì xoay đầu nhìn về phía bên phải, thấy cảnh này, A Mục có chút hưng phấn nói, đó là hướng đến cổ hình tộc. Nhóc màu trắng lập tức định bay đi, mà lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt nhóc. Nhóc màu trắng nhìn chằm chằm tiểu đạo, tiểu đạo khẽ thở dài, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhóc màu trắng hô hô móng nhỏ. Tiểu đạo lại thở dài, nàng ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, người thật sự không cản nhóc này lại à? Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, tại sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nếu nó cứ lục tìm tiếp như thế, bảo vật từ thời đại thần ma sẽ bị nó càn quét sạch, người biết như vậy ngươi sẽ đắc tội đến bao nhiêu thế lực không? Thiên thần tộc, Minh phủ, còn có cổ hình tộc nữa, những thế lực này mà ngươi đắc tội hết cả, ngươi có nghĩ đến hậu quả sau này sẽ lãnh phải chưa? Diệp Huyên hỏi ngược lại, tiểu đạo cô nương, không lấy mấy bảo vật này thì họ sẽ không giết ta à? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, ta đứng về phía vu tộc. Một câu nói, đơn giản rõ ràng. Tiểu đạo quay đầu nhìn về phía A Mục, khẽ nói, ngươi rất lợi hại. Một câu nói của Diệp Huyên đã tỏ rõ lập trường. A Mục trầm mặc. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi sẽ đâm đầu vào đại hỏa. Diệp Huyên trầm giọng, tiền bối, những bảo vật kia đâu phải ta lấy đâu. Nhóc màu trắng ở bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, nhóc giơ móng nhỏ chỉ về phía mình, hình như đang nói là do mình lấy. Tiểu đạo nhìn nhóc màu trắng, nhóc vội vàng hô móng đáp lại. Diệp Huyên hoàn toàn không hiểu nhóc đang nói gì. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên thở dài, ngươi phải hiểu, bây giờ ngươi chỉ có một mình, hắn và cô bé có sừng kia đều không ở đây, đúng không? Nhóc màu trắng mở to mắt nhìn, sau đó lại chỉ vào Diệp Huyên. Tiểu đạo lạnh nhạt đáp, ở đây người yếu nhất là hắn đó. Diệp Huyên. Nhóc màu trắng nghĩ nghĩ một lát, sau đó nhóc dương móng hô loạn lên. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo, nhóc đó nói gì vậy? Tiểu đạo liếc mắt nhìn Diệp Huyên, nó nói nếu có người bắt nạt mình, nó sẽ gọi người đến ngay. Diệp Huyên. Gọi người. Vẻ mặt Diệp Huyên có chút kỳ quặc. Gọi ai? Chắc chắn là người đàn ông áo xanh, và cả cô bé có sừng trên đầu. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, đi đi. Diệp Huyên và nhóc màu trắng nhìn về phía tiểu đạo lại nhìn nhóc kia, đi đi. Ta chịu trách nhiệm giúp ngươi. Tiểu đạo biết, đây là một cơ hội cho bản thân nàng ta. Không kết thiện duyên này thì ngày sau sẽ không có thêm cơ hội nào như thế nữa. Tuy kết một thiện duyên này sẽ kéo đến vô số ác duyên khác, nhưng nó đáng giá. Vô cùng đáng giá. Nghe tiểu đạo nói thế, nhóc màu trắng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó xoay người chạy đi. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo lạnh lùng nói, các ngươi đi trước đi. Diệp Huyên còn định nói gì nữa, nhưng A Mục đã vội kéo hắn đi, đi thôi. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên chạy biến mất ở phía chân trời. Sau khi Diệp Huyên và A Mục rời đi, tiểu đạo xoay người nhìn về một phía cách đó không xa, ở đấy chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện một tăng nhân, người đàn ông đó mặc áo sư, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt. A Bố Tạng, người này chính là cường giả siêu cấp đứng đầu của Minh Phủ. A Bố Tạng nhìn tiểu đạo, nhẹ giọng nói, tiểu đạo cô nương, lâu rồi không gặp. Tiểu đạo cười nói, A Bố Tạng, thực lực ngươi lại tăng tiến không ít. A Bố Tạng khẽ lắc đầu, trước sau vẫn chưa đạt đến ranh giới kia. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, cảnh giới đó từ xưa đến nay, không mấy ai đạt đến được. Hiện nay đã có người đạt đến cảnh giới đó chưa? Có, hơn nữa cũng không ít. A Bố Tạng khẽ cau mày, không ít. Tiểu đạo khẽ gật đầu, tính riêng ta biết thôi đã có 5 người. A Bố Tạng im lặng. Tiểu đạo nhìn về phía A Bố Tạng, ngươi không muốn biết là ai à? A Bố Tạng lắc đầu, biết hay không thì có nghĩa lý gì. Ngươi sai rồi, nó rất có ý nghĩa với ngươi và cả Minh Phủ này. A Bố Tạng ngẩng đầu nhìn tiểu đạo, kinh xin tiểu đạo cô nương chỉ giáo. Tiểu đạo quay đầu nhìn về phía xa xa, sau đó nói,
đứa nhóc vừa lấy đi chí bảo của Minh Phủ kia, người biết là gì không? A Bố Tạng nhẹ giọng đáp, linh tổ trong truyền thuyết. Tiểu đạo gật đầu, đúng, đó là linh tổ cuối cùng của vũ trụ ngũ duy này. A Bố Tạng nhìn phía xa, không biết đang nghĩ gì. Tiểu đạo lại bỗng cười nói, đừng có ý đồ gì với nó, người sẽ chết không nơi an táng đấy. A Bố Tạng nhẹ giọng hỏi, năm người tiểu đạo cô nương nhắc đến kia có quan hệ với nó. Đúng, và cả thiếu niên bên cạnh nữa, năm người đó đều có quan hệ với hắn. Thiếu niên kia quả thật không đơn giản, đáng tiếc phu tộc đã giành tước. Bọn họ lấy mất báu vật quý giá nhất của Minh Phủ, người tính thế nào? Ý của tiểu đạo cô nương là muốn Minh Phủ ta không đuổi theo giành lại. Tiểu đạo cười, không nói gì. A Bố Tạng đột nhiên nói, tiểu đạo cô nương, hành động của bọn họ có chút khinh người quá mức. Ta vẫn chưa ra tay là vì đang nể mặt cô nương. Tiểu đạo cười nói, mệnh vận chi châm của ta cũng bị nhóc kia dùng một viên kẹo hồ lô để đối lấy mất rồi. A Bố Tạng nhìn tiểu đạo không nói gì. Tiểu đạo cười bảo, A Bố Tạng, ngươi là một trí giả, ở một vài thời điểm, mất đi cũng không hẳn là chuyện xấu. Là tốt hay xấu, thường là do bản thân tự quyết định. A Bố Tạng đột nhiên hỏi, cô nương có thể bảo hắn trả lại hai món thần vật kia cho Minh Phủ ta không? Tiểu đạo hỏi ngược lại, nếu hắn trả, Minh Phủ ngươi có thể cứ để yên như thế mà không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của hắn không? A Bố Tạng trầm mặc một lát rồi nói, cô nương có thể bảo hắn rời khỏi vu tộc không? Tiểu đạo lắc đầu nở nụ cười, thấy chưa? Cho dù hắn không lấy hai chí bảo kia đi, Minh Phủ ngươi vẫn sẽ nhằm vào hắn vì thân phận của hắn, đúng không? A Bố Tạng trầm mặc. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, đến đây ta cũng hết lời rồi, không muốn nói thêm gì nữa. Hôm nay ngươi nể mặt tiểu đạo ta đi, đừng ra tay làm gì. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. A Bố Tạng phía sau bỗng nói, nếu chúng ta muốn ra tay thì sao? Tiểu đạo dừng bước lại, quay đầu nhìn A Bố Tạng, ta sẽ khiến thiên tộc biến mất khỏi thế gian này. Không tin thì cứ thử đi. Nói xong, nàng đã rời đi. Thiên tộc. A Bố Tạng trầm mặc. Tiểu đạo nói là thiên tộc, chứ không phải Minh Phủ. Tất nhiên ông ta hiểu điều này có nghĩa là gì. Tiểu đạo, người phụ nữ đã từng vô cùng thần bí này, nàng ta mạnh đến mức nào? Không có ai biết. A Bố Tạng đứng yên tại chỗ không nói gì. Bỗng, có một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt A Bố Tạng, người này chính là đại thiên thần của thiên thần tộc Hạo Thiên. A Bố Tạng nhìn về phía Hạo Thiên, ông ta khẽ cười nói, tiểu đạo cô nương thật ngông cuồng. A Bố Tạng hỏi, người cảm thấy nàng không có thực lực ấy sao? Hạo Thiên cười khẽ, chắc chắn là nàng ta không yếu rồi, nhưng có lẽ nàng ta đã đánh giá thấp chúng ta. Cứ nể mặt nàng đi. Hạo Thiên gật đầu, người phụ nữ này một khi hoàn toàn đứng về phía vu tộc, sẽ là một bất lợi rất lớn với chúng ta. Nói xong, ông ta nhìn về phía xa xa, khóe miệng hơi cong lên, bọn họ sắp đến cổ hình tộc rồi. Ta cũng muốn xem thử. Đám cổ hình tộc kia có nể mặt tiểu đạo hay không? Chấm chấm chấm. Phía xa xa chân trời, tiểu đạo đột nhiên dừng lại, nàng ta quay đầu nhìn, khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười xem thường, đánh giá thấp các ngươi. Một đám run rế ngũ duy, có gì mà phải đánh giá cao? Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Chấm chấm chấm. Chỉ chốc lát, nhóc màu trắng đã dẫn A Mục và Diệp Huyên đến cổ hình tộc. Nơi cổ hình tộc sinh sống không sánh được bằng với vương điện thiên thần tộc hay Minh Phủ, bọn họ chỉ sống ở trong rừng rậm, rất nguyên thủy. Nhóc màu trắng như phát hiện ra gì đó, nhóc hơi hưng phấn, nhanh chân chạy biến đi. Chỉ mấy phút sau, nhóc đã đến trước một sơn động, vừa định tiến vào thì một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên kéo đến. Lúc này, tiểu đạo xuất hiện bên cạnh nhóc màu trắng, nàng ta vung tay lên, cỗ sức mạnh kia liền biến mất không thấy đâu. Tiểu đạo quay đầu lại nhìn, người đến là một người đàn ông để trần phần trên, trong tay cầm một cây búa to. Khi thấy tiểu đạo, gã không nói hai lời mà đã xông lên, bổ một búa về phía tiểu đạo. Tiểu đạo phất tay áo. Cây búa lớn trong tay người đàn ông lập tức vỡ nát, cả người gã liên tục lùi về sau vài chục trượng, cuối cùng ngã ầm lên trên vách núi. Khoảnh khắc đó, trong mắt gã ánh lên vẻ nghiêm túc. Nhưng gã mặc kệ. Vẫn định xông về phía tiểu đạo,
Đúng lúc này bỗng có một giọng nói truyền đến, dừng lại. Nghe thấy giọng nói đó, người đàn ông kia cung kính lùi sang một bên. Tiểu đạo nhìn sang trái, nơi đó có một người đàn ông khác đang chậm rãi bước tới. Người đàn ông nọ mặc một bộ da thú, tóc dài để xõa vai, giữa hàng mày là khí chất thô bạo. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của cổ hình tộc Cổ Chiến Thiên. Cổ Chiến Thiên đi tới trước mặt tiểu đạo, tiểu đạo cô nương, lâu rồi không gặp. Tiểu đạo không để ý đến Cổ Chiến Thiên, nàng ta nhìn nhóc màu trắng ở trước mặt, nhóc con mở to mắt, nhóc chỉ vào tiểu đạo, rồi lại chỉ Chiến Thiên, cái móng nhỏ cứ hơ hơ. Tiểu đạo cười nói, nếu người thật sự muốn thì cứ vào lấy đi. Ta ở đây, không ai có thể làm ngươi bị thương. Nhưng nhóc màu trắng lại lắc đầu, nhóc bay đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó chỉ Diệp Huyên rồi lại hô tay. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo trầm giọng nói nó phải đi rồi. Những bảo vật kia nó đều đã tăng cường lên hết, ngươi có thể sử dụng, nhưng không được gây tổn thương cho chúng, nếu chúng muốn rời đi thì không được ngăn cản. Nếu chúng không rời đi thì ngày sau nó sẽ lại đến tìm ngươi, nâng cấp đám thần vật một lần nữa, giúp chúng đột phá. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó gật đầu, được. Lúc này, những bảo vật kia trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra, chúng nó rung lên nhẹ nhẹ, như đang nói gì đó. Nhóc con nhếch miệng cười, cái móng nhỏ vung lên, vô số tử khí bao phủ lấy những thần vật kia, mà chính bản thân nhóc thì lại dần trở nên mờ ảo. Nhóc con chỉ vào Diệp Huyên, móng vuốt lại hơ hơ. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo im lặng một chốc rồi nói. Nó bảo để chúng theo ngươi, như vậy ngày sau nó mới tìm thấy chúng được. Nếu chúng không muốn theo ngươi nữa thì có thể rời đi, nhưng không được làm ngươi bị thương, nếu không chúng sẽ bị người ta đánh chết. Diệp Huyên vội nhìn sang nhóc con kia, bị ai đánh chết cơ? Nhóc con tròn xoe mắt, miệng cười tươi, sau đó vẩy vẩy móng nhỏ của mình. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo, lần này tiểu đạo lại không nói gì. Đúng lúc này, bên trong sơn động kia đột nhiên có một cây búa to phóng ra, đa phần cây búa bị ám màu đen, lưỡi búa đỏ tươi, cán búa như được dung nham chế tạo, đỏ sẫm một màu, toàn thân lan tràn ra một luồng khí tức thô bạo mà mạnh mẽ. Nhìn thấy cây búa lớn kia, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức nghiêm lại. Uy thế của búa này chắc chắn còn hơn cả kiếm Thiên Chu. Đây là búa gì? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, búa chiến thần. Từng là bảo vật của vị tộc trưởng đầu tiên cổ hình, cũng là thứ quý giá nhất cổ hình tộc hiện giờ. Có điều có người nói năm đó nó đã bị trọng thương trong trận đại chiến của cổ hình cùng vị cường giả siêu cấp kia. Búa chiến thần. Ánh mắt Diệp Huyên rơi vào trên thân búa chiến thần, thanh búa kia rung lên nhẹ nhẹ, như đang nói điều gì đó. Nhóc con trừng mắt nhìn, sau đó lại quay sang nhìn Cổ Chiến Thiên ở cách đó không xa. Sắc mặt của Cổ Chiến Thiên có chút âm trầm. Ông ta không ngờ rằng búa chiến thần lại tự mình bay ra ngoài. Cổ Chiến Thiên trầm giọng nói, búa thần, người không thể rời đi với người ngoài được. Lúc này, búa chiến thần đột nhiên lao về phía Cổ Chiến Thiên một cách tàn nhẫn. Thấy cảnh này, ai ai cũng sững sờ. Chuyện này là sao? Cổ Chiến Thiên cũng có chút ngây ra, búa chiến thần này nổi điên gì vậy? Nó ra tay với ông ta. Không dám suy nghĩ nhiều. Ông ta cầm búa lên bổ về trước một cái. Búa chiến thần bị ép dừng lại. Mà lúc này, bên trong búa chiến thần đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, nháy mắt tiếng thét vang lên, Cổ Chiến Thiên đã bị đẩy lùi mười mấy trượng, sau khi ông ta dừng lại, vẻ mặt đã tràn ngập sự sợ hãi. Búa chiến thần không ra tay nữa, mà là bay đến trước mặt của nhóc con đang mở dần kia. Nhóc mở to mắt, sau đó lại chỉ móng nhỏ của mình về phía Diệp Huyên. Búa chiến thần gật đầu. Thấy búa chiến thần gật đầu, nhóc con vùng móng nhỏ lên, một luồng tử khí bao trùm lên búa chiến thần, mà lúc này, nhóc đã hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt tan biến đó, một chiếc hộp màu đen bỗng rơi xuống trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy chiếc hộp đen kia, mí mắt của tiểu đạo bỗng giật giật lên. Nhóc con đi rồi. Nhìn chiếc hộp trước mặt, Diệp Huyên bỗng thấy có hơi mất mát. Hắn rất có cảm tình với đứa nhóc này. Đúng lúc ấy, Cổ Chiến Thiên ở phía xa đột nhiên đi đến chỗ Diệp Huyên, để búa chiến thần lại. Diệp Huyên nhìn Cổ Chiến Thiên, ông cũng thấy đấy, là do chính nó chọn theo ta. Cổ Chiến Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên,
ta không muốn phí lời với ngươi, để lại bố thần, nếu không đây sẽ là nơi an táng của các ngươi. Thật à? Đúng lúc này, tiểu đạo ở cách đó không xa chợt khẽ cười rồi nói, cổ hình tộc lợi hại lắm à? Cổ Chiến Thiên nhìn tiểu đạo lại bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cổ Chiến Thiên đột nhiên co rút tròng mắt lại, hai tay ông ta nắm chặt lấy búa rồi bổ về phía trước một cái. Ầm, lưỡi búa hạ xuống, Cổ Chiến Thiên lập tức bị đẩy lùi hơn trăm trượng. Khi ông ta vừa dừng lại, một thanh phi đao đột nhiên bay đến trước mặt ông ta. Cổ Chiến Thiên biến sắc, lại cầm búa chém ngang. Ầm, chiếc búa lớn kia vừa đụng vào lưỡi đao đã lập tức vỡ nát. Phi đao tiến quân thần tốc, chém thẳng vào Cổ Chiến Thiên. Lúc này, Cổ Chiến Thiên bỗng giẫm chân phải một cái, lùi nhanh về phía sau mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Cổ Chiến Thiên nhìn chòng chọc vào tiểu đạo, lúc này đây, trong mắt ông ta ngoại trừ vẻ nghiêm nghị thì còn có chút kiêng dè. Thanh phi đao nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt tiểu đạo, hình dáng của nó trông rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa thần lực kinh người. Tiểu đạo liếc nhìn Cổ Chiến Thiên, còn dám ra tay nữa thì ta giết ngươi, đừng có bày vẻ cao ngạo của cổ hình tộc ngươi ra trước mặt ta, cho dù là tổ tiên của ngươi thì cũng chưa đủ tư cách đâu, hiểu chưa? Nói xong, nàng ta xoay đầu nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó vội kéo A Mục đi theo cạnh tiểu đạo. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này đây trong hư vô duy độ, có rất nhiều cường giả đang rình mò hắn trong bóng tối. Nếu như không theo sát tiểu đạo, hắn sợ là mình thật sự không thoát được nơi đây. Tiểu đạo thu lấy thanh phi đao rồi đi về phía xa. Diệp Huyên và A Mục cũng vội đuổi theo. Cổ Chiến Thiên kia không ra tay nữa, cổ hình tộc của ông ta kiêu ngạo, nhưng không ngu dốt, thực lực của người phụ nữ trước mắt này rõ ràng là trên cơ ông ta, nếu tiếp tục ra tay, chắc chắn sẽ phải chết. Cứ thế, ông ta chỉ có thể nhìn ba người tiểu đạo rời đi. Phía xa xa, Diệp Huyên kéo tay áo của tiểu đạo, hay là chúng ta tăng tốc độ lên xíu đi. Tiểu đạo liếc nhìn xung quanh rồi lạnh nhạt nói, ta cứ đi chậm rãi thế đấy. Ta muốn để chúng nhìn cho rõ, chúng ta là quang minh chính đại đi ra ngoài, nếu chúng không phục thì cứ bước ra đây đi. Giọng nói của nàng ta rất lớn, e là khắp hư vô duy độ này đâu đâu cũng nghe rõ được hết. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, người phụ này muốn giết người. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này tiểu đạo đang rất tức giận, tốt nhất là đừng chọc vào nàng ta, nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Dọc đường đi, Diệp Huyên vẫn luôn thấp thỏm. Nếu thiên tộc kia vây công thì bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng thời gian cứ trôi qua, vậy mà không một ai bước ra ngăn cản họ lại. Đúng lúc này, tiểu đạo và A Mục đột nhiên không hẹn mà cùng dừng lại, hai người quay đầu nhìn về phía bên phải cách đó mấy trượng, nơi ấy có một ngôi mộ. Diệp Huyên cũng nhìn ngôi mộ kia, tiểu đạo bỗng lắc đầu, người chậm một bước rồi. Nói xong, nàng ta lại đi về phía xa. Diệp Huyên nhìn A Mục, nàng ấy có ý gì? A Mục tròn xoe mắt đáp, ta cũng không biết nữa ha. Cô chắc chắn là biết. A Mục cười hì hì, sau đó nói, trong đó có một người bạn cũ đang ngủ say, nàng ấy tỉnh lại hơi chậm, là vậy đó. Nói xong, nàng ta lại kéo Diệp Huyên đi về phía trước. Diệp Huyên hỏi, A Mục, tại sao cô lại tỉnh dậy sớm hơn nàng ta? Thiên đạo thưởng siêng năng đó. Diệp Huyên, chẳng mấy chốc. Ba người đã đến lối ra của hư vô duy độ. Nơi đó, cả ba lại gặp được ông lão trông mộ. Ông lão trông mộ nhìn ba người một lát, cuối cùng ánh mắt của lão lại rơi vào người Diệp Huyên, vẻ mặt có hơi phức tạp. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, tiền bối muốn nói gì à? Ông lão trông mộ lắc đầu, chẳng muốn nói gì hết. Diệp Huyên, ông lão trông mộ nhìn về phía tiểu đạo cô nương, bọn họ sẽ không từ bỏ đâu. Tiểu đạo cười nói, bọn chúng dám đến hiệu cầm đồ trả thù ta à? Ông lão trông mộ lắc đầu, tất nhiên là không dám, nhưng mà... Nói đoạn, lão chợt liếc mắt nhìn Diệp Huyên, rồi lại không nói gì nữa. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật lên, đây là có ý gì vậy? Tiểu đạo lạnh nhạt bảo, đi thôi. Nói xong, nàng ta rời khỏi hư vô duy độ. Diệp Huyên cùng vội vàng dẫn A Mục rời theo. Sau khi ba người biến mất, lại có ba người khác xuất hiện. Lần lượt là Hạo Thiên, A Bố Tạng, và Cổ Chiến Thiên.
Hạo Thiên nhìn ông lão trong mộ, các hạ biết thân phận thực sự của tiểu đạo. Ông lão trong mộ lắc đầu, không biết. Nói xong, lão xoay người rời đi. Hạo Thiên lại bỗng nói, các hạ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Ông lão trong mộ dừng bước lại, lão lắc đầu, ta không trông coi các ngươi. Dứt lời, lão cầm lấy cây chổi ở bên cạnh, rồi bước về phía xa xa. Nghe thấy ông lão nói thế, Hạo Thiên nhíu chặt mày lại. Lúc này, Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, cứ để họ rời đi như vậy à? A Bố Tạng lắc đầu, tiểu đạo này quá thần bí, chúng ta bây giờ chỉ mới vừa thức tỉnh, thực lực còn chưa khôi phục hoàn toàn, không thích hợp để ra tay. Cổ Chiến Thiên trầm giọng nói, rốt cuộc lai lịch của người phụ nữ này là như thế nào? Hạo Thiên lắc đầu, ta chỉ biết tiên đế năm đó cũng phải kính nàng ta ba phần. A Bố Tạng bỗng hỏi, thần sư tỉnh lại chưa? Hạo Thiên lắc đầu, vẫn chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. A Bố Tạng trầm mặc. Thần sư, cũng giống đại tế ti của Vu tộc, địa vị của thần sư ở thiên tộc theo một khía cạnh nào đó mà nói thì còn cao hơn cả ba người bọn họ. Năm đó thiên tộc và Vu tộc cùng nhau ngủ say, cũng là vì thần sư và đại tế ti của hai tộc cùng quyết định như vậy. Chuyện hai người họ đã quyết, không ai dám phản bác. Mà đại tế ti của Vu tộc đã tỉnh lại, nhưng thần sư của thần tộc vẫn chưa. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói, e rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất để kết liễu đại tế ti. Nghe thế, vẻ mặt của A Bố Tạng và Cổ Chiến Thiên đều thay đổi. Nếu đại tế ti của Vu tộc ngã xuống, chắc chắn đấy sẽ là thảm họa đối với Vu tộc. Không còn đại tế ti, Vu tộc sao đối kháng được với thiên tộc? Chấm chấm chấm. Tiểu đạo dẫn Diệp Huyên và A Mục về đến hiệu cầm đồ, trong tiệm, tiểu đạo ngồi trên ghế. Nàng ta cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên và A Mục. Diệp Huyên do dự một chốc rồi nói, tiểu đạo, sao thế? Tiểu đạo nhìn về phía A Mục, đại tế ti. A Mục mở to mắt, chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười, không thể phủ nhận được, người rất lợi hại. Nụ cười trên mặt A Mục dần tắt ngóm, ta không có ác ý. Tiểu đạo khẽ cười rồi bảo, ta biết ngươi không có ác ý. Nói xong. Nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, thu hoạch không ít. Diệp Huyên ngập ngừng một chốc, sau đó lấy mệnh vận chi châm ra đưa cho tiểu đạo cô nương, trả lại cho cô. Tiểu đạo nhìn mệnh vận chi châm rồi lạnh nhạt nói, trả lại cho ta làm gì? Nhóc kia đã đổi nó với kẹo hồ lô rồi, bây giờ nó là của ngươi, không cần phải trả lại. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, cô không trả thù ta đấy chứ? Ngươi sợ ta trả thù à? Diệp Huyên lập tức gật đầu. Nếu người phụ nữ này trả thù, thì e là ngày tháng sau này của hắn sẽ khủng bố lắm. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, bây giờ châm này là của ngươi. Nói xong, nàng ta lại xòe tay ra, một chiếc gương xuất hiện trong tay nàng. Chính là kính nhiệt duyên lấy được từ Minh Phủ. Nhìn kính nhiệt duyên trong tay, vẻ mặt tiểu đạo có hơi phức tạp, không ngờ rằng kính này lại rơi vào tay ngươi. Diệp Huyên hỏi, tiểu đạo cô nương. Kính này có gì đặc biệt à? Tiểu đạo gật đầu, đây là kính nhiệt duyên, cũng có tên khác là kính tam sinh, có thể nhìn thấy kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Tất nhiên hiện tại nó không thể làm được như vậy nữa. Nhưng ở thời kỳ đỉnh cao nhất thì lại làm được, nếu như rơi vào tay của thuật thần cường đại, kiếp sau cũng có thể soi ra được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thuật thần. Tiểu đạo chậm rãi đáp, một loại nghề nghiệp thần bí rất lâu về trước, rất lợi hại. Nhưng hiện tại gần như đã tuyệt tích rồi. Bao lâu về trước? Tiểu đạo cả giận, sao ngươi có lắm vấn đề thế hả? Muốn bị đánh đúng không? Chấm chấm chấm. Tiểu đạo trừng Diệp Huyên một cái rồi nói tiếp, kính nhiệt duyên này hiện tại có một công dụng rất lớn, đó chính là có thể nhìn khắp thế giới, người có thể dùng nó quan sát bất kỳ nơi nào ở vũ trụ ngũ duy này. Tất nhiên, vẫn có vài người và vài nơi không nhìn thấy được, bởi vì thực lực của người ta mạnh mẽ. Có thể che mắt thiên cơ. Trừ khi thực lực của ngươi đủ mạnh, như vậy mới có thể quan sát được đối phương. Diệp Huyên mở to mắt nhìn, sau đó hỏi, ta có thể dùng nó để tìm cô gái váy trắng không? Nếu nàng ấy không ngăn cản, ngươi có thể gặp nàng. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, ta thử xem. Nói xong, hắn nhìn về phía kính nhiệt duyên, tìm cô gái váy trắng. Kính nhiệt duyên. Tiểu đạo ở bên lắc đầu, người đúng là ngu ngốc. Nói xong, nàng ta cầm lấy kính nhiệt duyên,
sau đó quay về phía Diệp Huyên, thả máu tươi và huyền khí của ngươi vào, sau đó yên lặng tưởng tượng ra dáng hình của cô gái váy trắng trong đầu mình. Diệp Huyên cười xòa, sau đó gật đầu. Hắn bấm tay, một giọt máu tươi rơi vào kính nhiệt xuyên, cùng lúc đó, một luồng huyền khí tinh khiết cũng tràn vào trong kính, mà trong đầu hắn lại dần dần xuất hiện dáng vẻ của cô gái váy trắng. Kính nhiệt xuyên đột nhiên rung lên, dần dần, không gian bốn phía đột nhiên khuấy động lên như sóng cuộn. Một lát sau, con mắt trên kính bỗng mở ra. Một sức mạnh cực lớn bộc phát ra từ hiệu cầm đồ, sau đó phóng thẳng lên tinh không, giữa mảnh trời sao xa xôi, bỗng xuất hiện một con mắt lớn mờ ảo. Con mắt họ nhìn xuống vùng tinh không, một luồng sức mạnh thần bí bằng xuyên qua từng tầng sao, lao thẳng về vũ trụ tứ duy. Vũ trụ tứ duy, trong một vùng trời không biết nơi đâu, một cô gái mặt váy trắng bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Vũ trụ ngũ duy, con mắt hư huyền kia bỗng nổ tung. Trong hiệu cầm đồ, con mắt trên kính nhiệt xuyên trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nhắm lại, một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe mắt nó, cùng lúc ấy, mặt kính nhiệt xuyên cũng chợt nứt ra. Diệp Huyên ngây ngốc tại chỗ. Tiểu đạo nhìn vết nứt trên kính nhiệt xuyên, vẻ mặt phức tạp đột nhất. Ở vũ trụ tứ duy xa xôi, trong tinh không, khóe miệng cô gái váy trắng bỗng nhếch lên nụ cười khinh thường, đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Nói xong, nàng ấy xoay người bước tiếp. Trong hiệu cầm đồ bỗng trở nên yên tĩnh lại. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, đợi câu trả lời của nàng ta. Tiểu đạo lắc đầu, khẽ nói, nàng quá mạnh, thiên cơ không lường được. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu đạo liếc nhìn kính nhiệt xuyên trong tay, sau đó nói, giữ kính này cho cẩn thận, kính này có tác dụng rất lớn với ngươi đấy. Diệp Huyên gật đầu, hắn thu kính nhiệt xuyên lại, rồi như nhớ đến điều gì đó mà lấy sách bói trời ra, tiểu đạo, sách bói trời này là gì vậy? Tiểu đạo liếc nhìn quyển sách, sau đó nói, đây là thần vật của quỷ cốc đạo, không hợp cho ngươi dùng đâu. Nói xong, nàng ta lại quay sang A Mục, ngươi có thể cho nàng. A Mục mở tròn mắt, sau đó đưa tay ra. Diệp Huyên cũng không nghĩ gì nhiều, đưa ngay sách bói trời cho A Mục rồi nói, quỷ cốc đạo là gì vậy? A Mục cười híp mắt nhận lấy sách bói trời rồi đáp, quỷ cốc đạo là một người, người trong truyền thuyết luôn đấy, ở thời đại thiên đạo người này rất lợi hại, đã từng tính kế thiên đạo. Diệp Huyên vội hỏi, kết quả thế nào? A Mục cười, sau khi thiên đạo bị mưu hại, đã bắt hắn lại đánh chết. Diệp Huyên. Lúc này tiểu đạo mới bỗng nói, thủ đoạn hại người của thiên đạo chính là học từ trong sách bói trời này. Diệp Huyên do dự một lát rồi nhìn A Mục, ta cũng muốn học. Tiểu đạo lạnh nhạt bảo, người không cần học, người đã tự học thành tài rồi. Diệp Huyên. A Mục bỗng nói, hôm nào chúng ta cùng học đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Vẫn là A Mục biết quan tâm. Lúc này tiểu đạo bỗng nói, lấy thần vương tỏa kia ra cho ta xem một chút. Diệp Huyên gật đầu, sau đó lấy thần vương tọa ra, không thể không nói, hắn vô cùng hiếu kỳ với thần vương tọa này, bởi vì đến giờ hắn vẫn chưa biết được tác dụng thật sự của nó. Tiểu đạo đánh giá thần vương tọa này một chốc rồi nói, đây là bảo tọa của thần vương đời đầu tiên của thiên tộc, là thứ tượng trưng cho thân phận trong thiên tộc. Diệp Huyên vội hỏi, tác dụng thì sao? Tiểu đạo dứt khoát ngồi xuống thần vương tọa, một khắc sau, một vòng sáng trắng bỗng bao trùm lấy hiệu cầm đồ. Mà Diệp Huyên đứng dưới vòng sáng này bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, xuất kiếm thử xem. Diệp Huyên gật đầu, rút kiếm ra chém. Chiêu kiếm này vừa chém xuống, hắn lập tức ngây người. Bởi vì kiếm ý và kiếm khí của hắn hoàn toàn không có, chỉ còn sót lại một chiêu kiếm đơn giản. Mà lực lượng cơ bản của chiêu kiếm này cũng bị giảm uy đi đến mấy lần. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo. Tiểu đạo bình tĩnh nói, đây là thần vực, có thể áp chế tu vi và sức mạnh của đối phương. Nếu như hai tộc giao thủ, chỉ cần ngồi xuống ghế này, người sẽ phát hiện trong phạm vi thần vực, sức chiến đấu của đối phương sẽ bị suy yếu ít nhất là một nửa. Nếu là một vị cường giả siêu cấp triển khai thần vực, đối phương có thể sẽ bị khắc chế thành người bình thường. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Hắn không ngờ thần vương tọa này lại mạnh mẽ đến thế. Đây quả thật là một thần khí dành cho quần chiến mà. Lúc này A Mục bỗng nói, thần vương tọa này là thứ khiến vu tộc ta khá kiêng kỵ, nhưng cũng may,
Hạo Thiên kia không có thực lực như tiểu đạo cô nương, nếu không vu tộc chúng ta e là đã chẳng có sức chống lại rồi. Tiểu đạo đứng lên, sau đó lại nói, uy lực của thần vương tọa này ngày sau vẫn có thể mạnh hơn, bởi vì đứa nhóc kia đã cường hóa cho nó. Bây giờ nó đang đột phá, nếu như thành công, uy lực của nó sẽ lại tăng vọt thêm nữa. Nói xong, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, đây là đồ tốt, giữ cho cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu rồi cất thần vương tọa đi, sau đó hắn lại lấy búa chiến thần ra, còn đây là... Tiểu đạo nhìn búa chiến thần, sau đó bảo, cái búa này cũng không tệ, trong tất cả loại búa, trừ khai thiên trong truyền thuyết. Nói đến đây, nàng ta bỗng quay sang Diệp Huyên có vẻ đang chuẩn bị hỏi, đừng hỏi ta khai thiên là gì, chờ ta nói xong rồi mới hỏi, hiểu chưa? Diệp Huyên. A Mục ở bên liếc nhìn Diệp Huyên rồi che miệng nở nụ cười. Tiểu đạo tiếp tục nói, chủ nhân đầu tiên cái búa này nhận thức là Cổ Hình, một tên rất đáng gờm, sức chiến đấu rất mạnh, năm đó thật ra hắn cũng là người của thiên thần tộc, sau đó vì tranh cướp vị trí thần vương nên đã đại chiến khoảng một tháng với vị kia, kết quả là chết trận. Cũng vì trận chiến đó nên cái búa này đã bị trọng thương. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo, chết trận. Tiểu đạo nhìn ngược lại hắn, ừ, nhưng không có nghĩa là do thực lực hắn yếu, hắn là người bộc trực. Không biết mưu kế, năm đó nếu linh hoạt hơn chút thì đã không chết rồi. Còn nữa, thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Nếu đấu tay đôi với A-La, hai người họ xem nhau đấy. Xem. Nghe thế, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng thay đổi. Hắn không biết thực lực của Cổ Hình, nhưng lại biết thực lực của A-La. Thực lực của A-La không hề tầm thường. A Mục cũng nói, đúng vậy, năm đó Cổ Hình được xưng là chiến thần. Là chiến thần chân chính đấy, cho dù năm đó đối mặt với vị thần vương tuyệt tài kinh diễm kia, hắn cũng không hề lùi một bước, chiến đến khi hơi tàn. Diệp Huyên có hơi không rõ, nhưng ta thấy hình như quan hệ của Cổ Hình tộc và thiên thần tộc cũng không tệ lắm mà. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đó là bởi vì có vu tộc xen ngang. Nói xong, nàng ta nhìn A Mục, bởi vì vu tộc đủ mạnh, thiên thần tộc và Cổ Hình tộc mới không thể không liên thủ. A Mục cười hì hì, cũng không mạnh lắm mà, chỉ ít ở trước mặt tiểu đạo cô nương, chúng ta rất nhỏ bé, chẳng đáng là gì. Tiểu đạo lạnh lùng đáp, A Mục cô nương khiêm nhường quá. Vu thần đời đầu của vu tộc các cô thực lực vô cùng mạnh mẽ, xưa nay hiếm thấy. Diệp Huyên liền hỏi, vậy tiểu đạo cô có đánh thắng được không? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, sao ngươi không hỏi cô gái váy trắng có đánh thắng được không đi? Diệp Huyên. Tiểu đạo liếc Diệp Huyên, càng ngày càng lắm câu hỏi. Nói xong, nàng ta lại nhìn sang A Mục, năm đó nếu không do ngũ duy kiếp, phụ tộc và thiên tộc e là chỉ còn lại một. A Mục gật đầu, năm đó hai tộc chúng ta đã chuẩn bị phân thắng bại. Nhưng không ngờ ngũ duy kiếp lại kéo đến. Tiểu đạo nhìn A Mục, bây giờ ngũ duy kiếp lại sắp đến rồi. Cô nghĩ thế nào? A Mục cười, ý tiểu đạo cô nương là bảo hai tộc chúng ta tiếp tục chung sống hòa bình à. Tiểu đạo khẽ đáp, nếu cô có ý này thì cũng có khả năng đấy. Diệp Huyên không biết địa vị của Đại Tế Ti, nhưng nàng ta biết. Địa vị của Đại Tế Ti ở vu tộc thật sự là chí cao vô thượng, tộc trưởng vu tộc là lãnh tụ, nhưng Đại Tế Ti lại là lãnh tụ tinh thần của cả vu tộc, bởi vì Đại Tế Ti có thể liên hệ với vu thần. Ngay cả vu thần. Nghĩ đến vu thần. Tiểu đạo không khỏi lắc đầu. A Mục bỗng cười nói, tiểu đạo cô nương, nếu ta đoán không sai, bây giờ thiên tộc chắc hẳn đang nghĩ cách làm sao giết ta trước, cô thấy đúng không? Tiểu đạo im lặng. A Mục lại nói, trừ khi tiểu đạo cô nương đồng ý nhúng tay vào để giảng hòa mâu thuẫn giữa hai tộc chúng ta, còn không thì việc chung sống hòa bình e là không có khả năng đâu. Tiểu đạo lắc đầu, ta không có hứng thú. Diệp Huyên vội xen vào, tiểu đạo cô nương. Cô có thể thử mà. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, người có đồng ý trả lại hết thần vật vừa đoạt được cho thiên tộc, đồng thời đền mạng lại cho mấy con rồng của thiên long tộc không? Diệp Huyên lập tức lắc đầu, không đồng ý. Tiểu đạo phẩy tay, thế thì không được rồi. Người nấu rồng của người ta, bọn chúng chắc chắn sẽ không buông tha. Còn ân oán của thiên tộc và vu tộc, đây càng là điều ta không thể giải quyết. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục. A Mục gật đầu, ân oán giữa hai tộc chúng ta rất khó giải quyết. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, e là thiên tộc đang lên kế hoạch làm sao giết ta và ngươi rồi. Diệp Huyên trừng mắt,
sau đó nói, ta không ra khỏi đây đâu. Tiểu đạo vô cảm nói, ngươi thích thì cứ ở đây. Nghe thế, trong lòng Diệp Huyên vui vẻ hẳn, nhưng A Mục lại bỗng nói, bọn họ sẽ buộc ngươi phải ra ngoài. Họ sẽ lợi dụng bạn bè cùng người thân đang ở bên ngoài của ngươi. Sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên nặng nề. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo khẽ mỉm cười, ta không giúp nhân loại đánh nhau. Diệp Huyên trầm giọng nói, không phải trước đây cô đã ra tay rồi đó sao? Tiểu đạo trừng Diệp Huyên, đứa nhóc kia không phải người. Diệp Huyên. Tiểu đạo đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta khẽ vỗ lên vai hắn rồi bảo, tự mình gây họa, tự mình giải quyết. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, cô là đồng lõa mà. Tiểu đạo trừng mắt, nếu chúng tìm đến ta thì cứ tìm đi, ta đánh chết chúng là được. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, cái này gọi là gì? Cái này gọi là có thực lực thì ưng gì làm nấy. Lúc này, A Mục bên cạnh Diệp Huyên bỗng nói, chúng ta bây giờ không thể rời khỏi ngục tối vô biên được, bởi vì ngoài đó chắc chắn sẽ có cường giả bên họ mai phục hết rồi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ nghĩ cách buộc ngươi ra ngoài. Diệp Huyên hỏi, vậy chúng ta làm sao giờ? Cách tốt nhất chính là gọi ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cô gái váy trắng. A Mục trừng mắt nhìn, nếu ngươi gọi đến được thì tốt quá rồi. Diệp Huyên xua tay, ta không gọi được. A Mục im lặng một lát rồi nói, chúng ta phải nghĩ cách về Vu tộc, nhưng vấn đề là bọn họ chắc chắn sẽ không để chúng ta về được. Diệp Huyên nói, cô có thể gọi cường giả Vu tộc đến mà. Tiểu đạo ở bên cạnh bỗng xen vào, nếu nàng có thể gọi đến thì còn đứng đây nói chuyện với ngươi làm gì? Diệp Huyên có chút khó hiểu, hắn nhìn A Mục nháy mắt, không nói gì. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, ngươi biết tại sao nàng lại tỉnh lại trước thần sư của thiên tộc không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, bởi vì nàng ấy muốn chiếm tiên cơ, mà như thế phải đánh đổi sự thức tỉnh của cường giả Vu tộc. Nói đơn giản hơn là, nàng ấy đã đánh đổi việc toàn bộ cường giả Vu tộc thức lại trễ hơn để bản thân tỉnh giấc sớm hơn, hiểu chưa? Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, cường giả Vu tộc vẫn đang ngủ. Vậy tại sao thiên tộc không đi diệt trừ bọn họ đi? Tiểu đạo lại bình thản nói, bởi vì năm đó thần sư thiên tộc và nàng đã từng ra một huyết thệ, rằng chỉ cần người trong mộ chưa tỉnh lại, song phương không được xâm phạm. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, huyết thệ. Tiểu đạo vô cảm, người nghĩ nó giống với lời thề của ngươi à? Lời thề của ngươi như quả giấm mà thôi, còn lời thề của người ta là hàng thật giá thật. Nếu bây giờ thiên tộc động vào cường giả Vu tộc, thần sư kia sẽ lập tức nổ xác mà chết. Diệp Huyên tròn mắt nhìn, không thể nào. Bình thường ta hay thề là. Tiểu đạo liếc Diệp Huyên một cái, lời thề của ngươi chẳng khác gì với đánh giấm hết. Có khác gì không? Diệp Huyên. Lời thề. Không thể không nói, Diệp Huyên quả thật có hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ ở thời đại thần ma, một lời thề lại có uy lực lớn như thế. Dường như nghĩ đến điều gì. Diệp Huyên lại hỏi, tiểu đạo cô nương, thần sư và đại tế ti quan trọng như vậy sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ngươi có thể hỏi A Mục của nhà ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía A Mục gật đầu, rất quan trọng, năm đó ta và thần sư của thần tộc từng có lời thề máu, bất kể ai tỉnh lại trước, cũng không được làm hại người chưa tỉnh. Cho dù là nàng ta hay là ta, cũng đều không dám vi phạm lời thề này. Mà người của hai tộc bọn ta lại càng không dám. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng nếu như bây giờ bọn họ vi phạm lời thề, có thể hy sinh một thần sư, hủy diệt toàn bộ Vu tộc. A Mục cười nói, bọn họ sẽ không hy sinh thần sư của mình, bởi vì thần sư rất quan trọng, thần sư là lãnh tụ tinh thần của thiên tộc, uy danh trong thiên tộc cực kỳ cao, thậm chí có quyền bãi bỏ chức tộc trưởng của trăm tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao? A Mục chớp mắt, thứ nhất, tương lai của thiên tộc đều do thần sư vạch kế hoạch. Thứ hai, thần sư của thiên tộc rất giỏi đánh nhau. Rất giỏi đánh nhau. Diệp Huyên nhìn A Mục, chớp chớp mắt, vậy vì sao ngươi không đánh nhau? A Mục cười, đánh nhau hay gì đó rất vô vị. Diệp Huyên. Lúc này, tiểu đạo ở bên cạnh đột nhiên nói, mặc dù nàng ta không biết đánh, nhưng nàng ta có thể phụ trợ. Thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa phải đặc biệt mạnh. Nếu ngươi mạnh hơn chút nữa, ngươi sẽ phát hiện. Nàng ta là trang bị tốt nhất trên thế gian, không có thứ gì hơn.
A Mục cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyên khẽ gật đầu, năng lực phụ trợ của A Mục đúng là vô cùng mạnh, các loại tăng lên kia thật sự có chút biến thái, hơn nữa còn không có di chứng gì. Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ ngươi phải hiểu một chuyện, ngươi chiếm được chí bảo của thiên tộc, bọn họ sẽ không chịu để yên, bởi vì mỗi một chí bảo trên người ngươi có thể nói đều là biểu tượng thần vật của tộc bọn họ. Bọn họ sẽ tặng không cho ngươi, nhất là ngươi còn là vô thị của vô tộc, mà cao thủ của vô tộc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hiện tại hai người các ngươi đang rất nguy hiểm biết không? Diệp Huyên im lặng, A Mục cũng im lặng. Bây giờ tình cảnh của hai người đều rất tệ. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, chúng ta có thể chuyển rời thù hận. Tiểu đạo nhìn A Mục cười hì hì, sau đó nói, hai người chúng ta bây giờ khẳng định không thể đối phó với cả thiên tộc, cho nên, chúng ta phải tìm cho bọn họ một đối thủ. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không phải định tìm tiểu đạo đấy chứ. A Mục trợn mắt nhìn Diệp Huyên, nào có thể hãm hại bạn bè như thế. Diệp Huyên có chút nghi ngờ, vậy tìm ai? Ta nói trước. Ta không thể tìm cô gái váy trắng. A Mục quay. Đầu nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng nói, có thể đối kháng với thiên tộc của thời đại thần ma, chỉ có cao thủ của thời đại thiên đạo. Thời đại thiên đạo. Nghe vậy, tiểu đạo ở bên cạnh cao mày, người muốn làm cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.